em cho tín hiệu 5 và 5, chỉ bấm số 1 với enter thôi. Cô Năm, Nguyên Như. Rồi, dạ cảm ơn Nguyên Như, không biết có nghe không ạ? À? À, tại Nguyên Như nói có nghe con không thì sư hơi lộn xộn chút. Nguyên Như có nghe không ạ? À? Thấy chưa? Không biết vô có đúng không? Hello Nguyên Như. Chắc Nguyên Như không nghe rồi. Quý vị ngồi niệm Phật một chút, ngày sư gọi Nguyên Như, Nguyên Như nó trật rồi. Nguyên Như ơi, hình như Nguyên Như nói ai nghe hết á, thành ra là sign out đi ha, log out đi rồi vô lại nha. Sư không có nghe, ở đây không ai nghe hết á. À. Rồi quý vị nghe, à, đợi một tí nha. À. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Iti viso Bhagava Arahang Samma Sambuddha. Vicha Charana Sambanno Sugato Polo Vidu Anuttaro Purisa Dhamma Sarati Satta Deva Manutsanang Buddho Bhagavati Swakato Bhagavata Dhammo Sandi Itiko Akaliko Ehipasiko Obanayiko Bacchatang Veditappu Vinyo Iti Subhatibhanno Bhagavato Savakasangho Ucchupatibhanno Bhagavato Savakasangho Nyayabhatibhanno Bhagavato Savakasangho Samichibhatibhanno Bhagavato Savakasangho Yadidang Chattari Purisa Yuga Niatha Purisa Bhukkala Esa Bhagavato Savakasangho Ahunayyo Bahunayyo Dakhinayyo Anchalikaraniyyo Anuttarang Punya Khetang Lokasati Vandami Chetiyang Sappan Sappathane Subhati Ithitang Saririkatha Tumaha Buthin Buddha Rubang Sakalang Sada Vandami Chetiyang Sappan Sappathane Subhati Ithitang Saririkatha Tumaha Buthin Buddha Rubang Sakalang Sada. Dạ, Mô Phật, ngài kính chào đạo tràng, quý vị nghe rõ ha. Rồi bây giờ mời Nguyên Như lên tụng ngang, chắc là nghe rõ. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Dạ con xin đảnh lễ sư Thanh Tâm. Dạ con xin kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ bây giờ thời gian cũng vừa phải lẽ, Nguyên Như xin kính mời chư vị cùng với Nguyên Như để bái tâm bảo cho buổi học ngày hôm nay ạ. À. Sakge kame charu be giri si karatate chang ta ling khe vi mane di be rang the cha ga me ta ru wan na ga han ne ge ha quan thum hit khe te Phụm ma cha yan tu đề wa cha la tha la vi sa me ya ka gan tham bạc na ga tịnh than ta san ti kê yang mô ni văn ra văn cha năng sa tha vô mê su nan tu tham ma sa
Quan a lu a yam pha đăng ta tham ma sa quan a ca lu a yam pha đăng ta tham ma sa quan a ca lu a yam pha đăng ta. Ba tòa thanh tịnh bồ đề, mười phương thiên chúng hồi về nghe kinh, pháp màu diệt tận vô minh, pháp màu đột sinh linh vàng loài, từ dục giới vân đốc cõi, đến thiên cung sắc giới hữu hình, chư thiên đạo tạo duyên lành, do theo phước quả thiện sanh đến giờ, các ngài ngự bến bờ đồng ruộng, hoặc hư không châu quần thị phường, non rừng rậm đất bằng, hoặc nơi quán cảnh xóm làng gần xa, xin đồng thỉnh dạ xoa chư chúng, càng thác bà long chủng nơi nơi, đầm ao thành quách lâu đời, hoặc là sông nước biển khơi trùng trùng, pháp vi diệu nghìn thân nan ngộ, đạo thầm thâm kiên khổ khó vào, ngày tàn tháng lụng qua mau, đắm si trần cảnh đuối đầu tử sanh, đây là giờ chuyển kinh vô thượng, đây là giờ đọc tụng pháp âm, lời vàng lý nghĩa cao thâm, xin chư hiền giả lắng tâm thọ trì. Y mê đi ba thu ba đi sang ca rê bu thăng thầm măng sang khăn a phi bu cha ya mi ma ta bi ta đi năng gu na quan a nanh cha mê hành cha đi kha răng tăng an tha ya hi ta ya su kha Trước tam bảo quy linh tối thượng, đèn trầm hương tâm nguyện chí thành, cầu cho pháp giới chúng sanh, nhất là cha mẹ muôn phần phước duyên, mãnh hóa trên đường thiện nghiệp, mãi vun bồi hạnh phúc như chân, liên hoa nở thắm biển trần, khổ đau vắng lặng, tham sân đoạn lìa. Nạc mô ta sa pha ga wa to a ra ha to sam ma sam bu tha sa nạc mô ta sa pha ga wa to a ra ha to sam ma sam bu tha sa nạc mô ta sa pha ga wa to a ra ha to sam ma sam bu tha sa. Cúi đầu đảnh lễ đấng từ tôn, bậc chánh biến tri đáng cúng dường, con nguyện thân tâm thường thanh tịnh, làm lãnh giữ lợi quần sanh. Yo san ni sin no wa ra bo thi mu le ma răng sa se năng ma ha tinh quy chay yo sam bo thi ma gan chi a nan nya no lo ku ta mo tang ba na ma mi bu thang ye cha bu tha a ti ta cha ye cha bu tha anagata ban chum ban na cha ye bu tha a hằng quan đa mi sam ba đa. Cội bồ đề trang nghiêm thiền tịnh, thắng thiên ma vạn chướng trùng trùng, con xin lại đấng đại hùng, rọi vô biên trí tận cùng thế gian. Từ quá khứ vô vàng Phật hiện, ở đương lai vô lượng Phật thành, hiện tiền chư Phật đồ sanh, con xin kính lễ, tâm minh nguyện cầu. Itipiso phagawa arahang samma sambuddho vinca charana sampanno sugato lokavidu anuttaro purisa dhamma sarati santhadi vamanusanang buddho phagawati. Hồng danh Phật nhiệm màu ứng cúng, chánh biến tri minh hành đủ đầy, ơn đức thiện thệ dày,
Bậc Thế Gian giải chỉ bài chương tâm, vô thượng sĩ đoạn mầm ách phược, bậc trọn lành điều ngự trượng phu, trời người quy phục đạo sư, bậc Thế Tôn hiển chân như độ đời. Nam thị mê xà ra năng anh nhân bùa thô mê xà ra năng hòa răng ê tê na sanh cha quanh chê na hô tu mê cha giá măng gà lăng. Chẳng có nơi nương nhờ cao trọng bằng Phật Đà vô thượng chí tôn, chúng con quy ngưỡng một lòng y lời chân cầu mong an lành. Ua ta măng ghê na quanh đê hăng ba đa băng sung qua rua ta măng bùa thế vô ca lý tô đô sô bùa thô khả ma tu tăng ma măng. Gieo nóc vi trần đảnh lễ những lỗi lầm vô ý gây nên, cuối sinh quay Phật vô biên cho con sắm tội tiền khiên từ rầy. Anh thăng ghi ca đi giá bà thô cha na năng mộng khâm bà quê xa giá u chu cha măng gô thầm mô a giang danh tì cá rô bà ni tô ni gia ni cô tăng bà na ma mi thầm măng dê cha thầm ma a tí ta cha dê cha thầm ma a na gà ta bành chôm bành nha cha dê thăm ma a hằng quanh đa mi sâm ba đa. Bát thánh đạo con đường chánh giác đưa chúng sanh vượt thoát bờ mê, con nay một niệm quay về quy y pháp bảo bồ đề từ tâm, từ quá khứ vàng diệu pháp ở đương lai vô lượng pháp màu, hiện tiền Phật pháp thâm sâu thuyền từ phương tiện bắt cầu độ sanh. Xoa khá tô phà ga qua thầm mô sanh đinh thi cô a ca li cô e hi pa si cô ô bà na di cô bành chăng tăng quê đi tâm bồ huỳnh nhu hi ti. Bất diệt cha lành khéo dạy, lìa danh ngôn hí luận nghĩ bàn, vượt thời gian vượt không gian, thiết thực hiện tại hoát nhiên tọa tường, pháp hướng thượng đến rồi thấy rõ, lìa si mê xả bỏ vòng trần, trí nhân ngộ tánh chân nhân, tự mình chứng nghiệm pháp thân diệu thường. Nam thị mê xà ra năng anh nhân thầm mô mê xà ra năng hòa răng ê tê na sanh cha quanh chê na hô tu mê cha giá măng gà lăng. Chẳng có nơi nương chợ nhờ cao trọng bằng đạo vàng vô thượng chí tôn, chúng quy ngưỡng một lòng y lời chân thật cầu mong an lành. Ua ta măng ghê na quanh đê hăng thầm manh cha đu vi thăng hoa răng thầm mê vô ca lý tô đô sô thầm mô khả ma tu tăng ma măng. Gieo năm vóc vi trần đảnh lễ những lỗi lầm vô ý khởi sanh, cuối sinh pháp học pháp hành cho con sám tội tâm thành từ đây. Sang khô vi su thô hòa ra đắc khi nấy vô sanh tinh truy vô sấm ba ma lâm ba hi nô gu nê hi nê kê hi sa minh thị bánh tô a na sa vô tăng ba ma mi sang khăn dê cha sang kha a tí ta cha dê cha sang kha a na ga ta bành chôm bành na cha dê sang kha a hằng quanh đa mi sam ba na. Tăng là bậc từ hòa nghiêm tịnh, dứt trần lao đạo quả viên thành, lục căn vắng lặng vô sanh, ứng cúng cao thượng nhân lành thế gian, từ quá khứ vô vàng tăng chúng, ở đương lai vô lượng thánh hiền, ơn sâu tâm bảo hiện tiền, con xin kính lễ gieo duyên niết bàn.
Supatipanno Phagavo Sāvakasangho Chupatipanno Phagavato Sāvakasangho Nyayapatipanno Phagavato Sāvakasangho Sammicchipatipanno Phagavato Sāvakasangho Yadidang Chanta Ripurisa Yuga Niantharup Ripurisa Pungala E Sāvakavato Sāvakasangho Ahunayo Bahunayo Dankhiyo Anchalikaraniyo Anuttarang Buồn nhắn khen tăng lộ ca sa ti. Bậc Diệu Hạnh Thanh Văn Đệ Tử, Bậc Chánh Chơn Pháp Lữ Tăng Già, Bậc Mô Phàm Cõi Ta Bà, Thân Tâm Trực Hạnh, Lìa Xa Hồi, Thành Đạo Quả Bốn Đôi Tám Chúng, Đệ Tử Phật Ứng Cúng Tôn Nghiêm, Cung Kinh, Cung Nghinh Kính Lễ Một Niềm, Thánh Đức Cao Cả, Phước Điền Dày Sâu. Năng thì mê xà ra năng ảnh nhân sẵn khô mê xà ra năng hòa răng ê tê na sẵn cha văn chê na hô tù mê cha già măng gà lăng. Chẳng có nơi nương nhờ cao trọng bằng tăng già vô thượng chí tôn, chúng con quy ngưỡng một lòng y lời chân thật cầu mong an lành. Ua ta măng ghê na văn đê hăng, sẵn khăn cha đu vị thốt ta măng, sẵn khê vô khả lý tô đô sô sẵn khô, khả ma tu tăng ma măng. Gieo năm vóc vi trần đảnh lễ, những lỗi lầm ngã mạn kiêu căng, cuối sinh chư thánh phàm tăng, cho con sám tội ăn năn từ rằng. Đà mi chê tì văn sầm bán sầm bát tha nê su bà tinh thi tăng xà ri ri ca tha tu ma ha bồ thinh bùa tha ru băng xà ca lăng xà đa Hoành đa mi chê tì văn sầm bán sầm bát tha nê su bà tinh thi tăng Sa ri ri ca tha tu ma ha bồ thinh búa tha ru băng Sa ca lăng sa đa hoành đa mi chê ti văn sập băng sập bát tha nê Su ba tinh thi tăng sa ri ri ca tha tu ma ha bồ thinh búa tha ru băng sa ca lăng sa đa Con xin cung kính nhất tâm, đảnh lễ xá lợi kim thân Phật Đà, Bồ Đề Bảo Tháp gần xa, đời đời hương liệu trầm hoa cúng dược. U ca sa ma văn phần tê, quy sùng rạc khá nắp thà gia tí xa ra nề na xa ha pan cha si la ni gia cha ma Bạch quá đại đức, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vân giữ hành theo cho được sự lợi ích. Tu ti dầm ti ma dằn phạnh tê quy sùng rạc kha nắp thà gia ti sa ra nề na sa ha bành cha si la ni gia cha ma Bạch quá đại đức, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vân giữ hành theo cho được sự lợi ích lần thứ nhì. Ta ti dầm ti ma dằn tề quy sùng rạc kha nắp thà gia ti sa ra nề na sa ha bành cha si la gia cha ma Đại đức ngũ giới nơi tam bảo để vân giữ hành theo cho được sự lợi ích lần thứ ba. Kính bạch sư Thanh Tâm, bây giờ nghi định, con xin kính thỉnh sư chủ râm thay mặt chư tăng để truyền tam quy và
cho hàng Phật Thỉnh Sư. Dạ, mô Phật, thầy kính chào đạo tràng, chào cô Diễm, cô Thi, ông Năm Bà Năm, Diệu Pháp, cô Trần Đạo. Bây giờ 9:54 rồi, còn 5 phút nữa sẽ có Pháp Sư đến. Bây giờ Nguyên Như muốn thọ giới rồi, được, kính mời. Dạ, bạch sư, Nguyên Như đọc xong phần Ukkasa rồi, bây giờ xin sư cho quy tam bảo bạch sư. Dạ, con xin nhân mít lại cho sư ạ. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Dicambi buddhang saranang gacchami. Dutichambi dhammang saranang gacchami. Dutichambi sanghang saranang gacchami. Tatichambi buddhang saranang gacchami. Tatichambi dhammang saranang gacchami. Rồi, mời buddhang saranang gacchami. Thammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi thammang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi thammang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Ti sarana gahanang paripunnang. Pháp quy y tam bảo tròn đủ chỉ có bấy nhiêu. Bana ti bata veramani sika padang samadhiyami. Adinadana veramani sika padang samadhiyami. Kame sumichachara veramani sika padang samadhiyami. Musawada veramani sika padang samadhiyami. Sura meraya macappa marathana veramani sikha padang samadhiyami. Banati bata veramani sikha padang samadhiyami. Adinnadana veramani sikha padang samadhiyami. Kame sumiccha chara veramani sikha padang samadhiyami. Musawada veramani sikha padang samadhiyami. Surame rajamacchappamadatthana veramani sikha padang samadhiyami. Ima ni pancha sikha pada ni sa dukkang katto apamadena nicchakalang samaraki thappang. Chư thiện tính nên thọ trì ngũ giới này chứ được trong sạch, phải vân giữ hành theo cho đến trọn đời, không nên dễ vui. Sile na sugatin janti, sile na phoga sambada, sile na nipputin janti, tasma sit lang viso thaya. Các chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới. Các chúng sanh được giàu sang cũng nhờ giữ giới. Các chúng sanh được giải thoát nhập niết bàn cũng nhờ giữ giới.
Bởi các cơ ấy nên chư thiện tín phải ráng thọ trì giới luật cho được trong sạch, đừng để lắm nha. Sa thú sa thú sa thú ua ta măng ghê na quan đê măng ba đà băng sung qua rua ta măng bùa thế vô khả lý tô đô sô bùa thô khả ma tú tăng ma măng ua ta măng ghê na quan đê hăng thầm măng cha đùi thăng qua răng thầm mê vô khả lý tô đô sô thầm mô khả ma tú tăng ma măng ua ta măng ghê na quan đê hăng sằng khanh cha đu vị thô ta măng sằng khê vô khả lý tô đô sô sằng khô khả ma tú tăng ma măng. Dạ con xin kính thỉnh sư Tăng Tâm thay mặt chư tăng lên chúc phúc cho đạo tràng của chúng con buổi tối hôm nay. Dạ con xin kính thỉnh sư. Sappi tiyo vivacchantu sapparogo vinassatu mate bhavatu antarayo sukhi diga yukho bhava abhivadana silissa nichyam buddha bhaja yino chattaro dhamma vathanti ayu vanno sukhang palang bhavatu sappa mangalang rakhantu sappa devata sappa buddha nubhavena sada sotthi bhavantu te bhavatu sappa mangalang rakhantu sappa devata sappa dhamma nubhavena sada sotthi bhavantu te bhavatu sappa mangalang rakhantu sappa devata sappa sangha nubhavena sada sotthi bhavantu te. Cầu xin cho tất cả sự rủi ro của người đều được dứt khỏi, sự tai hại cũng chẳng có đến cho người. Cầu xin cho người được sự an vui trường thọ. Cả bốn pháp chúc mừng là sống lâu, sắc đẹp, an vui, sức mạnh hằng thêm đến người, là người năng nghiêng mình lễ bái cúng dường đến tam bảo và có lòng tôn kính các bậc tu hành tinh tấn, nhất là bậc trì giới và bậc trưởng lão. Tất cả hạnh phúc hằng đến cho người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, gia nhờ oai đức của chư Phật, gia nhờ oai đức của giáo pháp, gia nhờ oai đức của chư tăng, các sự thạnh lợi thường thường đến người. Cầu xin cho quả của tâm tính thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tuệ y mãn. Sa thú sa thú sa thú. Dạng kinh chi cu sa la cam măng cành tâm băng kỳ ri văn ma ma ca dê na quá cha ma na sa ti đa xê su ga tăng ca tăng dê san ta san nhị nô an thi dê cha san ta san nhị nô ca tăng buôn nhập pha lăng mê lăng sam bê pha ki pha quanh tu tê Dê tăng ca tăng su quy đi tăng đinh năng puôn nhập pha lăng mà giá dê cha tăng pha na cha năm thì đề hoa găng toa ni quế đà dung sầm bê luân hi dê san ta chi quan ta ha ra hê tu ca mà nuôn nhang phô cha năng sầm bê la phán tu ma ma chê ta sa ti. Nắc mô Bứt Thà Giá, Nắc mô Thầm Mà Giá, Nắc mô Săng Thà Giá. Dạ con xin kính đảnh lễ Sư Chủ Rung Thanh Tâm. Dạ con xin kính lễ Sư Phụ Pháp Thanh vừa mới vào đạo tràng. Dạ con xin kính lễ Thầy Kinh. Con cũng thấy Thầy vừa vào đạo tràng. Và con xin một lần nữa kính chào toàn thể chư vị Phật tử trong rung. Dạ ngày hôm nay là như mọi năm, Nguyên Như có thỉnh ý của Sư Thanh Tâm để mà làm một cái buổi tiệc nhỏ để sinh nhật của Rung Nguyên Như Kỳ Viên. Cho đến nay là Nguyên Như Kỳ Viên đã được tròn 4 tuổi. Cái lý do mà Nguyên Như rất là mong mỏi được làm một cái lễ này đó là để kỷ niệm một cái sự nỗ lực không có thể... Con muốn dùng cái chữ là không có thể nghĩ bàn của Sư Chủ Rung Thanh Tâm.
Con cũng muốn làm một cái buổi lễ này để cho nhắc nhở mọi người Phật tử của chúng ta là nếu mà không có cái lòng từ bi của sư tâm, thức hôm thức sớm rồi soạn bài rồi lúc nào cũng lo lắng á, thì mình cũng sẽ không có thể nào có một cái lớp học mà kéo dài đến 4 năm như là ngày hôm nay. Dạ, mà con nói lại là con cũng rất cảm động, tự vì nhiều khi á là mình cũng làm biếng lắm. Nhưng mà mình nghĩ á, sư Thanh Tâm cũng cực khổ, sư soạn bài, rồi cái sư thức khuya dậy sớm, ngày nào mà sư có công việc ở chùa, thì sư cũng ráng, sư sắp xếp mọi người để mà có thể mở cửa room, sư làm đủ việc hết. Mà mình chỉ có người không mà mình không có vô được á, giống như là nó phí cái công của sư, thành ra ngày qua ngày tụi con cũng ráng theo. Mà ráng riết á, quý vị, nó thành một cái giống như là một cái nghiệp mà nghiệp thiện, nó gọi là thường nghiệp vậy đó. Thành ra cái bữa nào mà không có vô á cũng nhớ rung lắm. Thành ra Nguyên Như nghĩ là chắc các bạn đã ở trong rung, các cô các chú các anh các chị cũng có ý nghĩ cùng với Nguyên Như, nó tạo riết thành một cái thói quen. Thay vì buổi tối mình coi tivi, mình coi phim, mình nói dóc, thì mình đi vô rung mình nghe, nó thành một cái thói quen. Mà Nguyên Như nghĩ thì trong cái thời gian 4 năm thì nó cũng không phải là ít, nó là cũng như một ngày trăm ngày rồi, một năm là 365 ngày, có không quý vị, coi như khoảng một hơn 1.500 ngày rồi. Thành ra Nguyên Như cũng mong là nó thành của tất cả chúng ta. Và để khởi đầu cái tiệc sinh nhật đó, thì Nguyên Như xin kính mời sư chủ room có vài lời nói với chư vị. Con xin kính thỉnh sư chủ room thanh tâm. Con xin sư mở hàng trước, bạch sư. Dạ, con xin kính dâng bích lại cho sư ạ. Mô Phật, Nam Mô Bụt Đà Dạ, Nam Mô Đam Ma Dạ, Nam Mô Sang Kha Dạ. Con xin kính lễ ba ngôi Tam Bảo, Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Kính lễ chư Tôn Đức Tăng, kính lễ Tỳ Kheo Pháp Thanh, kính lễ Giáo sư Kinh, kính chào Đạo Tràng. Thật ra thiếu sư Nguyên Thông là một sự thiếu sót lớn nha. Nguyên Như gọi sư Nguyên Thông thì kính thưa quý vị, hôm nay là Nguyên Như làm cái birthday 4 năm của lớp học Nguyên Như kỳ viên. Thật là rất là hoan hỷ, thì rất là cảm ơn chư Tôn Đức Tăng đã từ bi đến giảng dạy trong cái lớp học này. Và cái thứ hai là cảm ơn những học sinh đến học. Sự có mặt của quý vị đó là một niềm khích lệ lớn cho chúng tôi. Thật ra thì cái thuở ban đầu á, bắt đầu có cái lớp học này đó là do ý kiến của Nguyên Như. Nguyên Như đến với chùa Kỳ Viên học đạo với lại ngài Kim Triệu, tức là học những cái khóa thiền đó, rồi nghe pháp thì thấy kinh Phật là hay. Nguyên Như là người ham học, thích tu, cho nên Nguyên Như mới đề nghị mở lớp để học. Thì sư là người ủng hộ thôi, ủng hộ Nguyên Như mở cái lớp này. Sư là người mở cửa, đóng cửa rồi. Cái vai chính đó là Nguyên Như. Nguyên Như có thành tâm thành ý, cho nên mời các vị pháp sư. Rồi ví dụ như lúc ban đầu thì có sư có nhiều vị sư, rồi tiếp theo là có sư Huy Niệm, rồi sư Pháp Tính, rồi sư Pháp Thanh, rồi có thầy Kinh, rồi có sư Nguyên Thông. Rất là quý báu. Mấy vị này có thành tâm thành ý nhận lời mời của Nguyên Như. Sở dĩ mà cái lớp học này nó được phong phú và nó kéo dài được tới ngày hôm nay á, là nhờ
Nguyên Như, và nhờ tất cả những chư tôn đức tăng sự ủng hộ của tất cả quý Phật tử. Thì thưa quý vị, 4 năm rồi, 4 năm trôi qua, một tuần 5 ngày. Thì ra thì học cũng nhiều rồi đó. Học xong kinh Pháp Cú rồi Trung Bộ Kinh rồi Tăng Chi Bộ Kinh. Bây giờ có thêm sư có giáo sư Kinh nữa, học về vi diệu pháp nữa. Thì đó, thì nếu mà nếu nó nói đúng thì nếu mà học ở ngoài đời là chắc quý vị có bằng cử nhân rồi đó, nếu không á thì cũng là trung cấp ha, trung cấp Phật học. Đến hôm nay Phật tử trong lớp này thì có một cái kiến thức về Phật pháp rất là căn bản, và cái sự tu học cũng rất là căn bản. Thì thay mặt lớp học thành kính tri ân chư tôn đức tăng rất nhiều, và kính cảm ơn thầy Kinh, đặc biệt là học vi diệu pháp, và cảm ơn sự nhiệt tình nhiệt tâm của Nguyên Như, và thành thật cảm ơn tất cả quý Phật tử. Thì kính chúc quý vị được an vui khỏe mạnh, tu hành tinh tấn, thường xuyên đi học đều để khỏi phụ lòng chư tôn đức tăng. Và cái đặc biệt là học để có trí thức, có kiến thức, có văn, có tư, có tu, để đoạn trừ phiền não, để đến đạo quả, để được an vui giải thoát. Sư có vài lời với lại chư tôn đức tăng và quý Phật tử. Bây giờ mời MC Nguyên Như nha. Một lần nữa kính chúc quý vị được an vui khỏe mạnh, tu hành tinh tấn mau đến nơi giải thoát. Dạ, mô Phật. Nam mô Bố Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ, con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân những lời lễ quý báu của sư tâm. Dạ, bây giờ con xin kính thỉnh những tuần tự những vị khách rất là đặc biệt trong ngày hôm nay. Đứng đầu là sư Pháp Thanh. Sư đã đến lớp học của Nguyên Như rất là lâu rồi, và sư thuộc loại Nguyên Như có thể dùng hai chữ là gà nhà của Rung Nguyên Như Kỳ Viên. Sư đã cùng với Nguyên Như Kỳ Viên vượt qua những cái bước thăng trầm, những cái lúc khó khăn nhất, thì sư vẫn ở đó mà trì trí mà dạy học, và dùng cái tâm từ của sư để mà dạy dỗ chúng con trong thời gian rất là dài trong những năm vừa qua. Và con xin đạo tràng cho Nguyên Như một cái những cái tràng hoa rất là lớn, để Nguyên Như thỉnh sư Pháp Thanh lên cầm mic để có vài lời nói và nhắn gửi lại với room của chúng con. Bạch sư, con xin dâng mic lại cho sư ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sằng Ca Giá. Thầy kính đảnh lễ chư tôn đức trưởng lão, chư hòa thượng, chư thượng tọa, chư đại đức tăng. Kính chào quý tu nữ và tất cả quý Phật tử. Hôm nay thì cũng là rất là hoan hỷ để kỷ niệm lại cái ngày mà trên cái diễn đàn Banh Thoát thì có thêm một cái room của Phật giáo Nam truyền. Đánh dấu là hôm nay là tròn được 4 năm chúng ta cùng nhau sinh hoạt. Thì trước hết thì cũng xin cầu chúc cho tất cả chư tôn đức, những vị giảng sư phụ trách trong cái room Nguyên Như Kỳ Viên, cầu mong chư tôn đức có nhiều sức khỏe, an vui, và sẽ tiếp tục để mà làm tròn cái nhiệm vụ thừa như lai sứ, hành như lai sự,
để cùng hướng dẫn cho Rum được có thêm được những cái kiến thức về Phật pháp, cũng như chúc Huynh Kinh Milanda là cũng là một cái vị giảng sư có thêm nhiều sức khỏe, an vui và sẽ nỗ lực tiếp tục để hướng dẫn cho quý Phật tử trong cái phần di pháp. Cầu chúc cho tất cả Nguyên Trang rồi Diễm Nguyên VN 2007, ông Năm Bà Năm, Nguyên Như, rồi Trần Đạo, Châu Nguyễn, Diệu Pháp, Thi Lâm, cùng chúc cho tất cả quý vị có nhiều sức khỏe, luôn luôn có cái niềm tin, có sự hoan hỷ trong học pháp, để cái buổi sinh hoạt của Rum nó mới được tròn đủ. Thì thật ra đó, lập một cái Rum nó, nhưng mà duy trì một cái thời gian lâu dài, trải qua cũng 4 năm rồi. Mặc dù 4 năm nữa chưa phải là nhiều so với những cái Rum khác, nhưng mà 4 năm thì cũng tương đối để chúng ta có được những cái hiểu biết về Phật pháp. Thì quý vị thấy rằng đó, hiện giờ trên cái diễn đàn Băng Thoát thì nó cả ngàn, 2000 thôi. Nhưng mà đó, nếu mà những cái Rum mà đi theo đúng cái lời dạy của Đức Phật, đi theo đúng chân lý trên cái con đường mà Bát Chánh Đạo á, thì chắc là chỉ đếm trên đầu ngón tay. Thì sư á, thì thật ra mà nói á, sư cũng lười lắm, tại vì chủ yếu là nhất là sư chỉ sinh hoạt trong hai Rum thôi, là Phật giáo Nam truyền của ngài Trí Đức và cái Rum Nguyên Như Kỳ Viên. Chứ còn những cái Rum khác là sư cũng ít có tìm hiểu, ít có biết. Nhưng mà chúng ta thấy rằng đó, những cái Rum khác họ sinh hoạt về cái xã hội rồi chính trị chính em đồ nhiều, nhưng mà sinh hoạt là đúng thuần tí theo cái lời dạy của Đức Phật, đi theo đúng cái con đường chân lý thì nó rất là ít. Rồi cái Rum nó được kéo dài thì cũng nhờ có sự nỗ lực góp sức của chư Tôn Đức, là những cái vị giảng sư, rồi có chia sẻ giảng những cái Phật pháp đúng theo cái lời dạy của Đức Phật. Rồi trong đó thì nếu mà đứng về phía chư tăng không, mà nếu mà không có Phật tử thì cái Rum này chắc cũng không có sự sinh hoạt. Đó. Cho nên là cũng nhờ có sự nỗ lực góp công lắng nghe của Phật tử, thì cũng có lúc cái những bước thăng trầm khi cái Rum thì nó cũng hơi trống vắng, những cái dịp mà lễ lộc còn kia nọ, quý Phật tử cũng bận rộn với công việc của gia đình rồi sinh hoạt của trong cái xã hội. Cho nên là có những lúc thì cái Rum nó cũng lưa, nhưng mà cũng có để mà ủng hộ, vậy là tốt. Chứ còn nếu mà bây giờ có chư tăng, có giảng sư không, mà không có Phật tử thì giảng cho ai nghe đó. Cho nên là cái sự sinh hoạt nó được kéo dài là nhờ có cái người nói và cái người nghe. Nếu mà mình nói không mà không ai nghe thì làm sao mà nói đó. Cho nên là nếu mà quý vị có thời gian thì hãy vào Rum để mà sinh hoạt, để lắng nghe những cái
lời dạy của chư. Ở đây thì chúng tôi chỉ lặp lại từ những kinh chánh tạng, những cái lời dạy của Đức Phật, để quý vị có thêm những cái hiểu biết, những cái kiến thức về Phật pháp. Thì cái thời gian, cái tuổi thọ của Phật pháp thì nó cũng không còn nhiều lắm. Rồi cái tuổi thọ của người chúng ta đó thì không biết là nó sẽ còn kéo dài được bao lâu. Cho nên là nếu những cái lúc nào thời gian thuận tiện, thuận lợi thì quý vị hãy vào room để ủng hộ, để cùng nghe Phật pháp, để có thêm được những cái hiểu biết, những cái kiến thức. Thì như vậy đó, là cả hai, vừa hàng xuất gia và Phật tử tại gia, chúng ta cùng nhau để gìn giữ cái giáo pháp của Đức Thế Tôn kéo dài thêm. Và cuối cùng thì cũng cầu mong là chư Tôn Đức có nhiều sức khỏe để có thể là vào room để chia sẻ để về Phật pháp. Chúc tất cả quý Phật tử luôn luôn có một cái niềm tin vững chắc vào cái chân lý cao thượng của Đức Phật, để cùng nhau học tập, sinh hoạt, lắng nghe, và chúng ta cùng thực hành cái lời dạy của Đức Phật để có được một cái đời sống an vui ngay trong hiện tại. Và đây là nhân, là duyên để chúng ta tiếp tục nỗ lực trên con đường tu tập hướng đến giải thoát trong ngày vị lai. Cầu mong tất cả quý vị an vui, hạnh phúc. Nam mô Bụt Thầy á. Nam mô Bụt Thầy giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Kha giá. Và con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân sư Pháp Thanh rất là nhiều. Con nguyện cho sư lúc nào cũng có sức khỏe dồi dào và lúc nào cũng có thể có nhiều thời gian để mà có thể dạy dỗ cho chúng con được học. Chúng con được học rất là nhiều từ những bài pháp của sư và từ cái sự thực hành và từ tâm từ của sư, bạch sư. Và tôi con sa thú có một vị giảng sư giống như là sư bám theo lớp của tụi con và dạy cho chúng con rất là nhiều trong những năm tháng vừa qua. Dạ, vị khách rất là đặc biệt tối nay nữa mà Nguyên Như đã mời được là giảng sư Vi Niệm. Cái câu chuyện về sư Vi Niệm thì nó cũng là một cái chuyện rất là ngộ, là Nguyên Như đi qua bên room pháp cú chuyên đề để Nguyên Như học cái cách kể những cái bài kinh pháp cú đó. Thì Nguyên Như thấy nghe thấy được sư Vi Niệm, sư giảng rất là hay. Và sư có những cái thí dụ nó rất là mới và rất là lạ, nó gần với cái cuộc sống của người Phật tử của mình á. Thành ra Nguyên Như mới nhắn qua, Nguyên Như có làm quen với sư. Xong rồi lúc đầu thì sư không biết Nguyên Như là ai hết. Thì Nguyên Như mới nói là con cũng là Phật tử, con học thôi. Thì cái Nguyên Như làm quen một thời gian thì Nguyên Như có ý muốn mời sư về rung giảng. Mà sư Vi Niệm á, quý vị rất là khó tánh. Sư phải suy nghĩ lắm, Nguyên Như nghĩ cũng phải cỡ 3 tháng đó, thì sư mới nói với Nguyên Như là sư chỉ vô dạy thử thôi, coi sư có ok hay không đó, thì sư mới chịu nhận dạy, chứ sư không có nhận lời liền. Thì lúc đó sư hỏi Như là thích học cái gì, thì Nguyên Như mới nói là dạ con thích học về chữ duyên. Thì lúc đó là sư kêu trời liền, nó mới một bước mà đòi đến học chữ duyên là đến cuốn thứ 7 của Vi Diệu Pháp, quá dữ luôn. Thì lúc đó thiệt sự là Nguyên Như thấy cái bài giảng duyên nó hay quá, Nguyên Như cũng không biết nó nằm ở chỗ nào nữa. Thì ham học đó, thì cứ sư hỏi có gì thì cứ học thôi. Thì lúc đó là sư Vi Niệm cũng nhận lời. Mà sư Vi Niệm rất là hay, là có thể làm những cái bài về duyên rất là khó hiểu như vậy mà sư Vi Niệm giảng lời cái trình độ gọi là baby, lớp chồi và lớp mầm của Vi Diệu Pháp. Thành ra nghĩ lại những cái bài đó là cũng gần một năm phải không bạch sư. Thì Nguyên Như rất là vui là sư đã ở với room được một cái khoảng thời gian lâu ngoài cái sự mong đợi của con. Dạ xin quý vị
cho sư Quy Niệm một cái những cái tràng pháo tay và tràng hoa, và con xin kính thỉnh sư Quy Niệm lên để có vài lời với buổi sinh nhật 4 tuổi của Nguyên Như Kỳ Viên chúng con bạch sư. Con xin dâng mic lại cho sư ạ. Đã kính tín lễ đại đức Phật Thanh, đại đức Thanh Tâm cùng chư tôn đức. Xin chào quý vị Phật tử trong lớp học. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, hôm nay nghe cô Nguyên Như có gửi một cái tin nhắn là mời sư vào tham dự nhân cái lễ, tức là ngày hôm nay là cái ngày sinh nhật, sinh nhật, tức là ngày thành lập được cách đây 4 năm về trước thì mới bắt đầu ở cái lớp học, cho nên vào để mà cùng với quý vị để có một cái đôi lời. Sư nghĩ rằng là cũng giống như bao nhiêu những cái buổi sinh nhật rum ở trong những cái lớp học khác, thông qua cái buổi hôm nay cũng giống như chúng ta sẽ có những cái lời bày tỏ trong cái khoảng thời gian mà mình đã sinh hoạt trong lớp như thế nào, đó nó cũng là một cái hay. Thưa quý vị, thực ra có những thứ mà chúng ta học á, nó có thể mất đi, nó không có tồn tại, nhưng mà có những thứ mà chúng ta học á, nó có thể giữ lại được. Những cái mà người ta học ở đời á, thực ra nó chỉ có tác dụng ngay trong cái thời điểm hiện tại thôi. Những cái sự nó sẽ mất đi mỗi kiếp của mình, nhưng mà có một thứ mà mình học hoài mà mình đem theo suốt, và khi mà mình thành tựu thì cái kết quả đó được xem như là kim cố, cái bằng chứng nhận đó đó nó có thể áp dụng được trong các cõi, chứ nó không có phải đơn chỉ trong cái cõi nhân loại không thôi đâu. Đó chính là cái việc tu học của mình. Và khi nào mà chúng ta chưa có được giải thoát á, thì tất cả những điều mà chúng ta làm, sinh hoạt, học pháp, thực hành pháp và những cái kinh nghiệm của bản thân mình ở trong mỗi cái kiếp sống đó, nó sẽ có cái tác dụng đến những cái kiếp sau này của mình rất là nhiều. Đối với việc mà có những cái lớp học pháp như thế này á, thật ra nó không phải tốt đẹp riêng cho bản thân của những người nghe pháp không thôi, mà kể cả đối với bản thân của những mà chia sẻ pháp, thuyết pháp, nó cũng có lợi, và có lợi cho cả hai. Bởi vì tại sao lại như vậy? Vì rằng mình phải nghĩ một cái chuyện như thế này. Cái việc mà mình được học tập từ nơi những người đi trước, kể cả quá trình mà mình thực hành, mà mình có được những nghiệm, đem chia sẻ những cái hiểu biết của mình đến cho những người ngay trong hiện tại, thì sau này chính những người đó có thể là sẽ dạy ngược lại mình. Bởi vì phàm phu, cái sự kiên cố về con đường giải thoát nó không có vững, chưa có vững,
Nên chính vì thế mà sau mỗi kiếp sống của mình, nó có thể mình sẽ quay lại trong những cái trạng thái là hoàn toàn là bị vùi lấp, không có còn nhớ gì hết về Phật Pháp. Cho nên chính vì vậy mà chính những người mà trước đây, trong những kiếp sống trước mà mình đã từng chia sẻ, có thể những người đó người ta sẽ tiếp nối, quay ngược cái vai trò là người hướng dẫn ngược lại cho mình để khơi dậy. Và cứ theo những cái cách thức hỗ tương trợ giúp qua lại như vậy với nhau, nó sẽ làm cho cái căn lành của tất cả chúng ta sẽ đi đến thuần thục, chín mùi. Tuy rằng phải thừa nhận một điều là pháp học, pháp hành và pháp thành tính từ lúc được hưng thạnh nhất là trong thời điểm mà Đức Thế Tôn Ngài còn tại thế. Và trải qua cái quá trình cho đến tận nay thì nó sẽ, dĩ nhiên, nó sẽ bị mai một đi, mai một cả ba vấn đề. Pháp học mình cũng không có giỏi bằng các vị xưa đâu, trong thời Đức Phật đâu. Và rõ ràng nhất đó chính là có sự hiện diện của Đức Thế Tôn, Bậc Pháp Vương, đó nên không có thể nào mà qua được, sánh được. Kể cả pháp hành cũng vậy, pháp hành mình sẽ, cái số lượng chúng sanh có sự hiểu biết và nhận thức kinh nhiều trong việc thực hành pháp, tu tập dẫn đến giải thoát cũng không có thiện xảo, không có nhiều bằng thời trước. Và cuối cùng là pháp thành, điều này chúng ta khỏi phải nói rồi. Hồi đó đó, trong một cái hội chúng thôi, nếu mà kể đến ít nhất là cũng phải có như là một số tuy là nhỏ thôi nhưng mà tối thiểu cũng phải có những bậc dược lưu ở trong đó, chưa kể nói đến những vị coi như là thánh hay là đệ tử của Đức Phật cũng ngồi trong hội chúng nghe pháp rất là nhiều. Mà bây giờ mình đâu có nghe nói đến chuyện đó đâu, mà cũng chẳng có ai dám xác nhận cái việc đó. Chứng tỏ là cả ba cái phương diện pháp học, pháp hành, pháp thành nó không có được hưng thạnh. Nó cũng giống như là trái cây ấy thôi. Trái cây người ta thu hoạch đó, người ta cũng phân ra theo từng loại. Loại A là cái loại rất là tốt, tốt. Nhưng mà nếu mà nó đã qua đợt đó rồi thì bắt đầu là cái đợt sâu, cái trái sâu thì nó cũng có trái nhưng mà chất lượng giảm hơn rồi. Bởi vì cái dinh dưỡng của cái cây ấy, nó đến cái thời kỳ nó không có được sung sức như những cái đầu mùa. Nên từ từ như vậy cuối cùng nó đều. Thì ở đây mình cũng như vậy á. Cái thời kỳ mà cái cội nguồn của giáo pháp được hưng thạnh cho nhiều trái quả tốt đẹp nhất, đó là thời kỳ Đức Phật tại thế. Bây giờ mình duy trì, mình ráng coi như là bòn mót được bao nhiêu thì mình bòn mót. Nhưng mà đó là cái công việc mà mình phải làm. Mình phải làm. Nếu như ai mà muốn có cái sự lợi ích thì buộc phải thực hiện. Và quả thực mà nói, trong cái việc học pháp chúng ta nên có một cái tâm niệm như thế này. Để Đức Giác Nguyên cũng thường nói một câu, câu đó sư cũng có ấn tượng. Tức là khi mà mình còn phàm phu á, thì bất cứ ai cũng có hai cái điểm. Thứ nhất là mặt ưu và thứ hai là mặt khuyết. Nhưng mà nếu như mà chúng ta khéo á, bất cứ một người nào á, mình vẫn có thể học được từ họ, từ những cái mà mình nhìn thấy hoặc là mình nghe. Tức là có cái để mà mình đáng để học. Chứ không có ai mà hoàn toàn là xấu hết, không có những cái gì mà mình cũng đáng để học. Cho nên đối với một người được gọi là có cái tâm cầu học á, thì cái gì nó cũng có cái lợi lạc. Bất cứ mỗi người của chúng ta, cái phước duyên tu tập của mỗi người không có giống nhau. Có người mạnh về mặt này, có người mạnh về mặt khác. Chẳng hạn như có những người người ta rất là mạnh về cái mặt coi như là tinh tấn, siêng học, cái sự nhiệt tâm.
thì mình sẽ học được cái điểm đó. Có những người về cái niềm tin của người ta rất là trong sạch, rất là hướng thượng. Có những người thì nội tâm rất là định tĩnh, lắng lặng, nhẹ nhàng, mình học được cái đó. Rồi có những người rất là đa văn, thiện xảo về pháp học, để mình học được những cái điều đó. Cho nên chính vì thế mà tất cả những gì mà chúng ta làm ở trong những cái lớp học đó, thực ra nó đều đem đến cái sự lợi ích cho tất cả. Và hơn đâu, trong những cái buổi học của mình đó, mình học được nhiều thứ theo chiều rộng cũng như chiều sâu của pháp. Bởi vì có những cái đề tài ấy, thưa quý vị, tuy nó cùng một cái chi pháp với nhau thôi, nhưng mà ngày hôm nay mình học, mình có cái nhận thức như vậy, nhưng mà qua ngày hôm sau á, nó lại có một cái sự nhận thức khác, mình nhìn ra được cái khía cạnh khác. Không biết ở đây quý vị có trải qua cái trường không, chứ riêng bản thân sự có đó, có đó. Chẳng hạn như nói về một cái chi pháp thôi, dính mắt thôi, nhưng mà nó có nhiều khía cạnh trong đó. Và mỗi ngày khi mà mình suy tư, mình lắng nghe các người ta trình bày á, mình lại thấy ra được thêm một lãnh vực của nó. Một lãnh vực của nó. Cái sự hiểu biết như thế á, nó sẽ cho mình được một cái kinh nghiệm. Thứ nhất là mình sẽ hiểu được về những cái tính chất của những pháp bất thiện. Cái này rất quan trọng, rất quan trọng. Hiểu được như vậy thì mình sẽ nhận định rõ được. Rồi thứ hai là mình hiểu biết thêm về con đường tu tập về thiện pháp, hiểu biết cả hai. Khi càng rõ ràng hơn thì dĩ nhiên niềm tin của chúng ta nó sẽ tăng thêm, nó sẽ tăng thêm. Và khi càng ngày càng thấy một cách chắc chắn hơn, bây giờ mình mới sợ, mình mới tin chắc, mình mới sợ, rồi mình mới đặt tâm ý của mình theo một cái chiều hướng tinh tấn hơn. Rồi từ từ, nhiều lúc, nhiều kiếp như vậy á, mình mới có cái khả năng là chấm dứt, mới tốt nghiệp một cái khóa học coi như là chính thức. Và cái sự tốt nghiệp đó, nó mang cái tính chất là toàn cõi luôn, chứ không có riêng là ở một quốc gia hay là một vùng nào đó công nhận không thôi, mang chất toàn cõi, chắc chắn luôn. Cho nên đó là những lời mà bày tỏ với lớp học của chúng ta ở đây, qua những cái tâm tư trong cái thời gian sinh hoạt với lớp Nguyên Như Kỳ Viên nói riêng và tất cả các lớp học ở trên Antok nói chung. Cũng mong rằng với những cái công đức mà tất cả chúng ta đã có được, nó sẽ là duyên lành, là duyên lành để cho mình sẽ tiếp tục dễ dàng bước theo cái con đường của cái sự đoạn tận khổ đau, không có bị đi lệch hướng nhiều. Nếu như có lệch hướng thì cũng kịp quay về, chứ không có để đi giống như là quá xa. Nhất là Chư Tôn Đức Tăng cũng mong cho các ngài có được cái sức khỏe để tiếp tục cái công việc tu tập cho bản thân, và cũng như là cái chỗ nương, cái chỗ dựa cho những người cư sĩ để mà nương nhờ học tập, trau dồi những cái kinh nghiệm về pháp học cũng như pháp hành. Và riêng đối với những người cư sĩ cũng vậy nữa, mong cho quý vị sẽ có được những cái sức khỏe và thuận lợi trong cái đời sống tại gia, để yên tâm
tu tập cho chính bản thân, và nhất là làm cái vai trò hộ trì cho chư tôn đức tăng, để có được cái điều kiện tu hành được tốt đẹp. Được như vậy thì giáo pháp sẽ càng được tồn tại, sẽ được tồn tại lâu dài. Mong cho tất cả có được cái sự thành tựu như vậy. Nam Mô Bụt Thầy Giá. Nam Mô Bụt Thầy Giá. Nam Mô Tham Mà Giá. Nam Mô Sang Khai Giá. Và chúng con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân sư quy niệm về những lời lẽ của sư đối với lớp học, đối với cái buổi sinh nhật 4 tuổi của chúng con ngày hôm nay, và những cái lời dặn dò của sư. Và chúng con xin hứa với sư là chúng đã rất là cố gắng học và cố chống lại những cái cơn làm biến không cưỡng lại được, bạch sư. Dạ, và lúc nào sư cũng nói với Nguyên Như là sư dạy nhiều quá hết vốn, nhưng mà sư ơi, tụi con sách dép chạy sư học miết 40 năm nữa cũng không thể nào hết vốn của sư được sư. Dạ, bây giờ Nguyên Như đã thấy sư Pháp Tính vừa vào. Sư Pháp Tính cũng là một cái vị mà giảng rất là hay và rất là nổi tiếng ở bên Việt Nam. Nguyên Như có một cái sự rất là quan hỷ và rất là con dùng chữ Việt Nam sao đây? Nguyên Như không ngờ là Nguyên Như có thể mời được Đại Đức Pháp Tính vào room Nguyên Như Kỳ Viên và giảng cho chúng ta những cái bài học. Khi mà Đại Đức gật đầu đó là Nguyên Như gọi là hết hồn. Tự vì lúc hồi xưa đó chư vị, là sư Thanh Tâm hay qua Vương Pháp Cú chuyên đề, sư Thanh Tâm gọi là cái chữ là admire á, rất là admire sư Pháp Tính. Sư về sư cứ nói với Nguyên Như là sao mà có thể thỉnh cái vị này về cái room của mình để dạy được. Cái Nguyên Như ngồi nói trời ơi, con đâu có quen sư Pháp Tính đâu, làm sao mà con có thể thỉnh sư về, đâu có phải tự nhiên cái bắt phone vô nói sư ơi qua dạy lớp của con nghe rồi cái sư Chư Tăng nhận lời đâu, bạch sư Tâm. Nói với sư Tâm như vậy đó. Tự vì á, Nguyên Như nghe đồn á là sư Pháp Tính rất là bận, bận sáng, bận trưa, bận chiều, bận tối, mà làm sao mà có một cái giờ để đi vô một cái room gọi là khỉ ho cò gái Nguyên Như Kỳ Duyên. Thành ra khi mà sư Pháp Tính nhận lời, Nguyên Như rất là hoan hỷ, rất là xa thú. Dạ, bây giờ như xin thỉnh sư Pháp Tính, một vị giảng sư có rất là đầy đủ kinh nghiệm về giáo pháp và cũng giảng rất ở nhiều nơi. Và Nguyên Như xin quý vị cho sư Pháp Tính những cái tràng hoa rất là đẹp, và con xin dâng ních lại cho sư Pháp Tính nè. Dạ, xa thú lần thầy. Cảm ơn những lời của Nguyên Như. Nguyên Như nói gì mà nói quá vậy Nguyên Như. Dạ, con xin thành kính đảnh lễ đến chư tôn đức tăng. Dạ, kính đảnh lễ đến thượng tọa Thanh Tâm, Đại Đức Nguyên Hiền, Đại Đức Nguyên Thông cùng chư tôn đức tăng. Và hôm nay mình sinh sinh hoạt cái gì vậy? Bây giờ tự nhiên đưa chúng tôi lên như vậy, rồi không có nói mời lên giảng hay là nói về sinh nhật. Nếu mà nói về sinh nhật thì hôm qua chúng tôi có với Đại Đức Quy Niệm, ngày mai là dự sinh nhật ở trong lớp học Nguyên Như Kỳ Viên. Sư Quy Niệm nói sinh nhật này không có bánh sinh nhật. Sinh nhật ở trên gum không có bánh sinh nhật. Thì chúng tôi ngồi chúng tôi cũng nghĩ mắc cười. Nếu mà sư Quy Niệm mà muốn bánh sinh nhật á, sợ sư Quy Niệm không ăn thôi. Chứ đối với sư Quy Niệm bây giờ thì sư Quy Niệm mà muốn ăn bánh sinh nhật nè,
có Phật tử Nhật Quỳnh, Nguyên Như, Thi Lâm, Nguyên Trang, sư Thanh Tâm, Thượng Tọa Thanh Tâm. Sư muốn sinh nhật, con bánh sinh nhật là ngày mai là có liền. Chỉ cần một vài tin nhắn thôi, sư mai đặt dùm cái bánh sinh nhật là có liền. Tại vì sư quý niệm không ăn thôi chứ. Thật ra sư quý niệm muốn cái là có liền rồi. Có chúng tôi thì là cái người chiên. Chúng tôi hình như là nói rằng là những người mà ăn ké của chư tăng nha quý vị. Có nghĩa là do người ta cúng dường cho chư tăng, chúng tôi được hưởng phần ké trong đó thôi. Chứ chúng tôi không phải là cái người chính. Không phải là người chính. Hình như không thấy cái cuộc lễ nào cũng vậy quý vị. Bất cứ một cái một cái món ăn gì cũng vậy, toàn là chúng tôi do mà do người ta cúng dường chư tăng. Dạ. Hôm nay thì nói về sinh nhật ở trong lớp học. Thật sự ra đối với việc nếu mà bình thường mình nói về sinh nhật ở trong một cái lớp học thì rất là khó, rất là khó để mà mình biết những cái gì mình nói ở trong một cái lớp học mà làm sinh nhật. Nếu mà ở ngoài đời nói về sinh nhật có nghĩa là cái kỷ niệm cái ngày sanh thì chúng ta có ba lần để mà kỷ niệm. Chúng ta có ba lần để kỷ niệm. Cái lần thứ nhất là thai sanh, có nghĩa là chúng ta từ trong bào thai của người mẹ chúng ta đi ra, thì cái kỷ niệm ngày đó nó gọi là cái thai sanh. Rồi đến khi nào mà chúng ta biết được thiện pháp, có nghĩa là chúng ta quy y Tam Bảo, là chúng ta giữ giới, xin thọ trì ngũ giới, thì cái lần đó sẽ gọi, lần thứ hai này sẽ gọi là thiện sanh. Có nghĩa là mình biết được pháp, biết được thiện pháp thì cái ngày đó gọi là thiện sanh. Chúng ta sẽ có những người, người ta sẽ lấy cái ngày đó để mà người ta làm cái ngày sinh nhật là thiện sanh. Rồi cái lần thứ ba là thánh sanh, có nghĩa là khi nào cái vị đó đi được vào cái dòng nước thánh, có nghĩa là bậc thánh Tu Đà Hoàn trở lên, thì lúc đó gọi là thánh sanh. Chúng ta nhớ ngày Angulimala, khi mà gặp một người phụ nữ sanh đẻ khó khăn, ngài thấy, ngài khởi lên cái lòng bi, ngài về ngài nói với Đức Phật. Đức Phật á nói với Angulimala, hãy chú nguyện là do mình không có cái ý muốn sát hại chúng sanh nào, do lời chân thật này xin cho người phụ nữ đó được sanh đẻ một cách dễ dàng. Thì ngài Angulimala đó, khi mà ngài nghe nói vậy đó thì ngài mới nói bạch Đức Thế Tôn, con giết trước đây con đã giết hàng trăm người, 999 người, mà bây giờ nói rằng con không có ý để mà sát hại chúng sanh nào thì làm sao con nói được. Thì Đức Phật mới nói rằng là Angulimala, hãy chú nguyện rằng từ ngày tôi được dòng thánh sanh, bước vào dòng thánh, từ ngày đó trở đi tôi chưa hề có một cái ý sát hại chúng sanh nào, do lời chân thật này xin cho người phụ nữ đó được sanh đẻ một cách dễ dàng. Thì quý vị thấy rằng lúc đó ngài mới nói lên cái lời đó, và vừa dứt lời thì cái người phụ nữ đó được sanh đẻ một cách dễ dàng. Thì lấy ngay cái chỗ này thì chúng ta mới biết rằng là mình có cái ngày thứ ba, là cái lần thứ ba là cái lần mà gọi là thánh sanh. Thì cái lần này chắc có lẽ mình phải chờ đến mình phải chờ đến mấy lần mà thành trụ ngoại không, thành trụ hoại không của một quả địa cầu, rồi mình mới chắc có lẽ mình mới
có được cái ngày này đó, thành ra còn đông. Vậy thì hôm nay á, mình lấy cái ngày sinh nhật của cái lớp học này, của cái room này đó, thì nó mang cái ý nghĩa gì quý vị? Chúng ta nhớ rằng những cái ngày mình học trong kinh điển á, những cái ngày mà cái vị hoàng tử được phong lên ngôi vua, hay là một cái sự kiện gì ở trong kinh điển đều có hết. Cái đó gọi là cái gì quý vị? Cái đó gọi là đánh dấu cái ngày kỷ niệm đó, đánh dấu cái ngày kỷ niệm đó. Ở trong kinh gọi là cái niêmít á, niêmít có là làm dấu hoặc là mình nhớ cái ngày kỷ niệm đó. Vậy thì ở trong cái ngày sinh nhật ngày hôm nay đó, chúng ta cũng nhớ lại cái kỷ niệm đó. Mà có những cái kỷ niệm á, nếu là kỷ niệm đẹp thì sẽ làm cho chúng ta càng càng có cái sự mà tiến tu hơn. Ví dụ như ngày hôm nay mình nhớ lại cái lớp học này mình đã sinh hoạt được 4 năm rồi, nhớ lại cái điều này á, chắc chắn thân của quý vị sẽ hoan hỷ. Chứ không thể nào mà mình nhớ lại mình đã sinh hoạt ở trong đây được 4 năm rồi mà tâm mình lại buồn. Mình không có bao giờ mình buồn quý vị. Thật sự ra đó, quý vị biết rằng chúng tôi gắn bó với cái ban thót này cũng đã lâu rồi quý vị. Mà có những cái âm thanh hoặc là có những cái buổi trưa chúng tôi hơi rảnh tí xíu đó, chúng tôi vào ở trong ban thót này chúng tôi nhớ rất là kỹ những cái hình ảnh mà những ngày đầu tiên mà chúng tôi lên ban thót chúng tôi giảng. Buổi sáng cũng lên, buổi sáng cũng lên giảng nha quý vị. Sáng giảng 2 room, trưa 2 room, đến cái giấc chiều tối là giảng 3 room. Là thành ra đó quý vị nhớ, hồi lúc trước đó, chúng tôi ưa kể cho quý vị nghe là cứ mỗi một thời giảng như vậy đó là Hòa Thượng Nhất Chánh cho chúng tôi 50.000. Một ngày như vậy đó chúng tôi giảng 5 lớp học hoặc là 4 lớp học đó, thì quý vị biết rằng cứ một tuần lễ á, là lên lấy tiền Hòa Thượng. Thì ở đây chúng tôi kể ra đó, quý vị quý vị nghe, quý vị chú ý rõ là đừng có nghĩ là chúng tôi tính tiền, đừng có nghĩ là chúng tôi nghĩ về tiền quý vị. Nhưng mà cái đó một cái kỷ niệm, cái đó là một cái kỷ niệm. Thành ra chúng tôi, quý vị biết cứ mỗi tháng hoặc là một cái lần nào đó mà chúng tôi đi trai tăng á, mà gặp Phật tử người ta cúng dường, nói chung người ta cúng dường nó hơi nhiều tí xíu á, chúng tôi đều đem về chia cho Hòa Thượng Giác Chánh, có nghĩa là sư trưởng. Quý vị biết rằng sư trưởng dạy cho chúng tôi suốt trong cái quá trình đó, trong cái thời gian đó mà Hòa Thượng dạy xong đưa lên rung giảng, dạy xong đưa lên rung giảng, mà chẳng những mà hoàn trả tiền internet rồi lắp đặt máy cho chúng tôi luôn, rồi đã vậy còn khuyến khích chúng tôi bằng những cái thời thuyết giảng. Thật sự ra đó thì mình nhớ những cái điều đó, đó mình phải nói là mình mang cái ơn này đó, nó trọng, rất là trọng. Mà phải nói rằng chúng tôi nghĩ rằng tuy rằng chúng tôi vào ở trong cái đời sống tu tập đó, ở trong cái thời gian sau này giống như cái thời gian cuối của Hòa Thượng quý vị, thành ra đó, nhưng mà chúng tôi học được rất là nhiều. Quý vị biết không, những cái thời gian đó quý vị biết rằng thí dụ như Hòa Thượng dạy cho chúng tôi hành viên cho thức, hành viên cho thức vừa dạy xong cái bài đó, đó quý vị biết rằng lên lớp học lúc đó là cái lớp học Phật Pháp Bồ Tát Tham Má đó, có tên là Diệu Pháp.
Thì ở trong đó giảng cái đề tài ấy, là coi như là tất cả hành đều duyên cho thức phải chăng. Thì quý vị biết rằng lúc đó chúng tôi được cái may mắn là mình mới vừa học hồi sáng, mà sư phụ mình, hòa thượng mình mới vừa dạy mình buổi sáng, tối lên gặp đề tài đó rồi. Gặp đề tài đó quý vị biết rằng có nhiều người người ta lúng túng. Thì ở trong thập nhị nhân duyên á, nói là hành duyên cho thức rồi, thì ở đây còn gì nữa mà hỏi là tất cả hành đều duyên cho thức phải ăn. Thì quý vị thấy rằng cái câu hỏi đó nó có vấn đề ở trong đó. Sẵn ở đây chúng tôi mới chia sẻ cho quý vị nghe, không biết cái thời gian của mỗi vị lên nói, mỗi vị lên nói trong cái buổi sinh nhật hôm nay là được bao nhiêu thời gian vậy quý vị? Được bao nhiêu thời gian để chúng tôi nói hồi nó hết thời gian quý vị. Cứ tự nhiên ha, rồi xa thú. Thì quý vị thấy rằng á, cái câu hỏi á, hỏi rằng là tất cả hành đều duyên cho thức phải chăng? Chưa hẳn là như vậy. Chưa hẳn là như vậy. Tất cả hành có nghĩa là cái gì quý vị? Luôn cả ngày sinh nhật này á, mà mình nói chuyện ở trong đây, mình sinh hoạt ở trong đây, cũng là tất cả hành. Những gì mình suy nghĩ, những gì mà mình nói ra, những gì mà mình làm, nó đều nằm ở trong ngay chỗ tất cả hành. Nó đều nằm trong tất cả các cái hành động đó. Đó, nhưng mà ở đây câu hỏi á, là tất cả hành đều duyên cho thức phải chăng? Thì chúng ta nói rằng là chưa hẳn là vậy. Chưa hẳn là vậy. Tại sao? Duyên cho thức, thức ở đây có nghĩa là cái thức tái sanh. Thì ở trong cái cuộc đời của mình á, rất là nhiều cái hành động, mà cái hành chỉ có cuối cùng, khi mà chúng ta cận tử nghiệp chúng ta đến, chúng ta nhớ lại một cái hành động nào đó, một cái hành động nào đó, thì lúc đó đó nó sẽ sanh khởi tâm thiện hay là tâm bất thiện. Rồi lúc đó nó sẽ cho mình cái quả. Thức có nghĩa là quả. Nó sẽ cho mình cái quả đi tái sanh. Đó, thì vậy thì quý vị thấy rằng tất cả hành đều duyên cho thức phải chăng? Chưa hẳn là như vậy. Tại vì ở trong đời sống của chúng ta, từ hồi trước đến giờ chuyện cũng có nè, rồi chúng ta gây lộn cũng có nè, nói xấu nhau cũng có nè, bố thí cũng có nè, tu tập tâm từ cũng có nè, nói lời dịu ngọt cũng có nè, nó đủ thứ cái việc, nó nhiều lắm, nó đủ thứ hết. Nhưng mà cái lúc mà cận tử nghiệp của chúng ta đến, chúng ta nhớ duy nhất một cái hành động nào đó, lời nói hay là suy nghĩ hay là cái hành động gì đó. Đó, rồi lúc đó tâm thiện của mình nó phát sanh, hay là tâm bất thiện mình nó phát sanh, nó cho quả thiện hay là quả bất thiện, mình đi tái sanh. Thành ra lúc đó là chỉ có một cái hành động nào đó, nó sẽ làm duyên cho mình có quả thức để mà tái sanh. Rồi những cái hành động còn lại đó thì nó sẽ vào ở trong là, thí dụ như là những cái hậu báo nghiệp. Những cái hậu báo nghiệp, thí dụ như những người mà hồi trước giờ đã từng thực hiện cái pháp cung kính này kia, thì nếu mà họ sanh lại làm người, họ là cái người quyền quý cao sen, những người mà có đức tin, người ta làm cái chuyện gì nó cũng bằng đức tin, thì những người đó khi mà sanh lại ở trong đời, người đó lại đẹp. Người đó vừa có, thí dụ như là vừa có bố thí mà vừa có đức tin, thì cái người đó sanh lại ở đời vừa có tài sản mà vừa có sắc đẹp. Thành ra đó quý vị thấy rằng đối với cái ngày kỷ niệm ở trong room này, cái ngày kỷ niệm, cái ngày sinh nhật này, nó giống như một cái tướng. Cái tướng có nghĩa là cái niềm mít tá, cái sự đánh dấu. Hễ mà cái sự đánh dấu này nó đẹp, nó tốt, thì nó sẽ làm cho chúng ta có cái tâm thiện phát sanh. Thí dụ như mình, cũng như chúng tôi vừa kể cho quý vị nghe đó, những cái thời gian trước mà chúng tôi lên banh thót đến nỗi mà bây giờ mà buổi trưa đó, mà lâu lâu mà chợt nhớ lại đó, quý vị biết rằng nghe cái âm thanh hoặc là mình nhìn những cái
Thậm chí mà quý vị biết rằng cái sự mà rớt internet đó, nó cũng có cái kỷ niệm như hồi xưa mà mới vừa vào ở trong banh thoát đó, mà lúc đó cái đường nét nó rất là yếu, thành ra nó bị rớt lên rớt xuống, nó đủ cái chuyện hết quý vị đó. Thì những cái điều đó nó đều có cái kỷ niệm. Rồi ngày trước á, thì khi mà mình nghe những cái người Phật tử ở trong đây, người ta tụng kinh, tụng kinh thỉnh pháp sư hoặc là tụng kinh hồi hướng, thì mình cũng nhớ lại những cái năm tháng trước kia mình đã đi vào ở trong banh thoát này. Và phải nói rằng đối với banh thoát á, nó làm cho chúng có cái kỷ niệm nhiều. Rồi từ đó mà nó phát sinh ra đủ thứ nha quý vị. Quý vị biết rằng cũng như chúng tôi gặp lại gì của chúng vậy. Không ngờ rằng ngày hôm nay dì và cháu gặp lại nhau do cái banh thoát này. Có nghĩa là có cái sự kết nối của banh thoát này. Rồi những người Phật tử mà có những cái lúc mà mình nói chuyện hoặc là mình hỏi hoặc là có một cái công việc gì thì cũng nhờ cái banh thoát này nó kết nối giùm. Thành ra đó chúng ta thấy rằng là cái sinh nhật của một cái lớp học đó, nó rất là ý nghĩa, nó rất là quan trọng nha. Đây là nếu mà mình nói sinh nhật không đó, thì mình không có hiểu. Nhưng mà mình nói về một cái kỷ niệm mà nó kỷ niệm đó, nó phải có cái tướng gì mình mới kỷ niệm được quý vị. Có nghĩa là mình nhớ là cái tướng ở đây có nghĩa là cái dấu hiệu hôm nay là ngày 26 tháng 9, phải 26 không? Thật sự là quý vị biết rằng lúc này chúng tôi khổ những cái dòng chữ mà nó dòng số nó nhỏ quá ở trên máy là mình không có thấy. 26 tháng 9 ở Việt Nam, đúng rồi. Và thì mình cái kỷ niệm nó phải có một cái dấu hiệu gì đó mình mới làm được kỷ niệm hơn quý vị. Thì cái kỷ niệm ngày 26 tháng 9 là cái ngày kỷ niệm 4 năm cái lớp học Nguyên Như Kỳ Viên này đã học và đã sinh hoạt ở trên đây được 4 năm rồi. Thì chắc chúng tôi nghĩ rằng cái kỷ niệm này cái kỷ niệm có tuổi rồi, đúng không? Cái kỷ niệm này nó sẽ làm cho thiện pháp của mình hơn. Có nghĩa là cái tâm của mình nhớ về cái điều này là chúng ta có một cái gì đó nó vui vui, có gì đó mình cũng là có một cái lớp học mà mình sinh hoạt. Chứ nếu mà chúng ta nói là ăn cơm có canh, tu hành có bạn, mình phải có cái gì đó nó có một cái kỷ niệm. Thì chúng tôi cũng mong rằng đây luôn luôn lúc nào cũng là một cái kỷ niệm đẹp. Thật sự ra thì chúng tôi cũng là cảm niệm rất là hoan hỷ ở trong lớp học các vị đã vào ở trong trung để mà học. Rồi những vị cư sĩ như vua Kinh Milada cũng đã bỏ thời gian đến đây để sinh hoạt. Nói chung là chúng ta có một cái chỗ để mà chúng ta sinh hoạt ở trên đây thì sẽ đem lại cái điều an vui. Nhưng mà chúng tôi cũng mong rằng lúc nào chúng ta cũng giữ được giống như cái lời của Đức Phật dạy đối với chư tăng và những người cư sĩ luôn luôn sống với nhau như nước với sữa. Quý vị nhớ nha, câu này phải nhớ nha. Sống với nhau như nước với sữa chứ đừng sống với nhau như nước với lửa nha. Cũng như là mấy vị Phật tử ở quầy Vũng Tàu có nói với chúng tôi, tại sao mà các sư dạy chúng con là sống với nhau là phải như nước với sữa, mà các sư sống với nhau là như nước với lửa. thành ra khi mà chúng tôi nói, thật sự ra quý vị biết rằng đối với bản thân của chúng tôi, hãy mà chúng tôi nói được, chúng tôi làm được sống nhau như nước với sữa,
Cái điều này quên, hồi nãy chúng tôi nói là Đức Phật nói, cái này không phải, hay là mình nói Đức Phật nói là mình sống với nhau phải có cái tinh thần lục hòa, tinh thần lục hòa nha quý vị, kiến hòa đồng giải đó, giới hòa đồng trụ vân vân, chúng ta sống với nhau như cái lời của Đức Phật dạy, sinh hoạt ở trong cái room này như cái lời của Đức Phật dạy, có cái tinh thần lục hòa đó, dù cho trước mặt hay là sau lưng gì đó, chúng ta cũng đối xử với nhau với cái ý thân khẩu ý mà thuộc về thiện nghiệp, có cái tâm tư nhau, dù là ở trước mặt hay là ở sau lưng hay là vắng mặt gì cũng vậy, chúng ta sống với nhau luôn luôn có cái tinh thần đó. Còn nếu nói theo nhân gian thì chúng ta sống với nhau như nước với sữa, chứ đừng sống với nhau như nước với lửa. Thì đây là chúng tôi có vài lời cũng hơi quá thời gian với cái lớp học trong cái buổi sinh nhật ngày hôm nay, nhưng mà chung quy lại đây là cái kỷ niệm ngày xưa những vị hoàng tử có những cái dấu hiệu để mà đánh dấu cái kỷ niệm được phong vương, được phong vương, được rải nước đồ ăn. Thì ở trong lớp học của mình cũng có cái kỷ niệm mà chúng ta thường gọi là sinh nhật, cái kỷ niệm này để mừng là chúng ta đã sinh hoạt, đã học tập với nhau trong thời gian qua là 4 năm. Bây giờ thì chúc chư tôn đức tăng cùng với các vị Phật tử luôn luôn được tấn hóa, được an vui trong giáo pháp của Đức Phật Thích Ca. Nam mô Bụt Tha Giá, và xin gửi mình lại đạo tràng. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, Nguyên Như xin thay mặt đạo tràng rất là tri ân sư Pháp Thính. Sư đã dành thời gian rất là bận rộn của sư để vào đây với chúng con và trao cho chúng con một cái bài pháp ngắn và sắc tấn. Chúng con trên cái bước đường học còn thăm thẳm muôn vạn nẻo đường sắp tới Phật sư. Dạ, con xin một lần nữa tri ân sư Pháp Thính ạ. Dạ, bây giờ Nguyên Như xin kính thỉnh sư Nguyên Thông. Dạ, sư cũng là một cái người cầm nít gạo cội của Rum, mà Nguyên Như cũng gọi là gà nhà. Lúc nào sư cũng có mặt ở bên để mà giúp đỡ cho Rum những cái lúc khó khăn về giảng sư. Chẳng hạn vài tuần tới đây thì tất cả những vị sư giảng sư sẽ biến mất hết, tự vì sắp tới ngày lễ dân rồi, chư vị sẽ phải đi tới từng nơi để mà làm lễ. Thành ra trong cái thời gian đó, đó là lúc nào sư Nguyên Thông cũng bao sân, đã bao nhiêu năm rồi nào sư cũng quan hỷ bao sân. Nguyên Như rất là kính tri ân sư Nguyên Thông vì cái sự bao dung và cái về cái kiến thức Phật học và cái tâm từ của sư Nguyên Thông, và xin đạo tràng cho sư những cái tràng hoa rất là đặc biệt và những tràng pháo tay. Con xin nhân mít lại cho sư Nguyên Thông ạ. Dạ, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trong hàng giảng sư ở đây thì Nguyên Thông là cái người có thể nói là non trẻ nhất. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni gọi những người nhỏ như là Văn Đi Tá hay là Ta Xá, là những người đó 7 tuổi mà đắc được A-la-hán, cho nên Ngài gọi những người đó là trưởng lão. Còn những người già, già mà không hiểu gì thì Ngài gọi là tỳ kheo rỗng không, hay là tỳ kheo thịt, tức là trí tuệ thì không có phát triển mà chỉ ăn chỉ mập lên. Thì Nguyên Thông thì thuộc vào loại đó, tức là 81 tuổi mà chẳng biết gì, chỉ có thịt không thôi. Nhưng mà Nguyên Thông được vào room Nguyên Như Cử Viên này thì cũng 3-4 năm, cũng cùng thời với là Nguyên Như. Và trong này thì Nguyên Thông có cái sự kính trọng tuyệt đối đối với là sư Thanh Tâm, là cái người mà bỏ công ra tổ chức cái room này, và những cái người mà có cái khả năng tổ chức và sắp xếp là Nguyên Như. Ngoài ra còn có Châu Nguyễn, Thi Lan, Thi Lam, Như Quỳnh, là những rất là siêng năng. Chỉ trong một cái thời gian ngắn thôi
mà đọc tiếng Pali rất là xuất sắc, đúng giọng, đúng trường đoạn âm trong một thời gian rất ngắn. Thì cái điều đó thì mới thấy rằng cái room này nhờ chư vị giảng sư và sự sát tấn của sư phụ Thanh Tâm, cho nên mấy chư vị Phật tử là đã có thành công xuất sắc. Tôi có quen một cô mà cũng làm trong Pol Thoát này đó, thì cũng lâu năm rồi, mà tôi cũng bỏ ra nhiều thời gian, nhưng mà giải từ lỗ tai này qua lỗ tai kia không đọc chữ gì, mà trường âm đoạn âm cũng không hiểu gì, đọc chữ Nam Mô Tát Xá mà cũng đọc chưa xong. Thành ra đối với những người mà gần đây thì tôi thấy rằng do cái sự khôn ngoan khéo léo của chư vị giảng sư, nhất là huynh diễn là giáo sư Tin Malinda Malanda Milanda đi vào đi dạy bi diệu pháp và cho đọc Pali và cho những câu hỏi, cho nên là làm cái buổi học nó sôi động lên và khuyến khích cái người siêng học. Vì vậy cho nên được bảo trung này thì tôi có sự khâm phục sư Pháp Tính, sư Pháp Thanh, sư Quy Niệm thường vào đây để dạy cho chư vị Phật tử, và trong đó có Nguyên Thông là cái người là sang ham học mà ham đọc sách, cho nên là có cái dịp thì bảo trung học thôi, bởi vì cái thời gian của Nguyên Thông thì không phải là nhiều, có gọi là cái quỹ thời gian của Nguyên Thông nó chỉ là tính bằng ngày thôi, cho nên là rất là tiếc những cái buổi mà mình không đến học, cho nên là gặp thì vô hai room mà Nguyên Thông thường thường có mặt, có thể nói cho hầu như gần hàng ngày là room Nguyên Như Kỳ Viên và room lớp Phật Pháp Buddha Tâm Á. Và cuộc sống trên đời của chúng ta đó, không có gì hạnh phúc bằng học kinh. Bởi vì khi mình học kinh thì mình tiếp xúc được với giáo pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, mà giáo pháp của Ngài là chân lý tuyệt đối. Mình thường thường sống với chân lý tuyệt đối, đọc kinh ra được chân lý tuyệt đối, mà nghe kinh nghe giảng cũng nghe cái chân lý tuyệt đối, thì ít nhiều mình cũng được thấm vào trong cái tiềm thức của mình. Thì vì vậy cho nên là thường xuyên vào rung và thường xuyên đọc kinh và thường xuyên chép bài làm bài, thì đó là cái phước báo cho chúng ta. Xin chân thành cảm ơn sư phụ Thanh Tâm, sư phụ Pháp Tính, sư phụ Quy Niệm và sư phụ Pháp Thanh, và chân thành cảm ơn chị Phật tử như là Như Quỳnh, Huệ Ngọc, Châu Nguyễn, anh Đạo Huynh, Quanh Phan, Nguyên Trang, Nguyên Như, Trần Đạo. Và xin cảm ơn giáo sư Kinh Milanda đã giảng dạy cho lớp học, trong đó có Nguyên Thông, để học được ít nhiều về giáo pháp Đức Phật Thích Ca Mâu Ni qua những bản về Abhidhamma. Xin cảm ơn chư vị, và Nguyên Thông cũng kính chúc cho chư vị giảng sư được sức khỏe tốt để mà giảng dạy cho chư vị Phật tử, trong đó có Nguyên Thông, và cầu mong cho cái lớp học này được trường tồn mãi mãi. Sư phụ Giác Đẳng có nói rằng một cái lớp, một cái room đó mà có nhiều giảng sư thì cái room nó sẽ tồn tại, mà một room mà chỉ có một hay hai giảng sư thì room nó khó tồn tại. Thì bữa nay được thấy có nhiều giảng sư, sư phụ Pháp Tính, sư phụ Quy Niệm, sư phụ Kinh Miranda, thì Nguyên Thông rất là hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin trao ma lời Nguyễn Dương và chân thành tri ân chư vị đã lắng tai nghe. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá.
Dạ, Nguyên Như xin thay mặt đạo tràng kính tri ân sư Nguyên Thông và những lời chúc phúc của sư. Tụi con rất là cần những lời động viên của chư Tăng, tự vì Phật tử của chúng con cũng rất là bận rộn bạch sư, mà cũng ham học Pháp lắm, mà nhiều khi có những chuyện này chuyện kia ở trong gia đình. Tụi con cũng ráng sắp xếp để vào để ngày mà nghe chư Tăng giảng. Và con một lần nữa xin kính tri ân sư Nguyên Thông về cái thời gian sư đã đóng góp với đạo tràng và giúp đỡ đạo tràng hết. Vị cuối cùng quan trọng trong cái hàng ngũ giảng sư của Nguyên Như Kỳ Viên, người quan trọng và cũng là người cuối cùng là thầy Kinh Mi Lan Đa. Thầy có một cái kiến thức rất là sâu, là rộng về cái môn vi diệu pháp, và Nguyên Như rất là được hân hạnh khi mà được thầy bước chân vào cái rung Nguyên Như Kỳ Viên để bắt đầu quảng bá về cái môn vi diệu pháp. Thì Nguyên Như xin nhắc lại là hồi xưa có một vị sư rất là giỏi dạy vi diệu pháp ở bên Virginia này. Một thời gian thì bẵng đi, ngài không có dạy nữa, và khi mà Kinh Milanda bước vào mà dạy đó, thì thầy đã khuấy động cái phong trào học pháp vi diệu pháp rất là nhiều cái Phật tử ở Virginia và cũng ở khắp nơi, ở nhiều tiểu bang khác ở Mỹ và cũng ở những nước khác đã vào rung cũng như Kỳ Viên, và giống như tải bài về học theo thầy. Tuy là không có mặt ở trong lớp nhưng mà thầy có số lượng học sinh ở tất cả khắp nơi luôn, như có thể gọi là rất là nhiều nơi ở trong Mỹ và ở ngoài nước nữa, là những người theo học với thầy rất là đông. Mà sau này thì có một cái vị trợ thủ rất là đắc lực, tức là Châu Nguyễn, và ở bên rung khác thì cũng có cô Nhật Quỳnh, cũng có đôi khi vào rung cũng như Kỳ Viên để mà phụ về việc đánh máy, thì về cái bài giảng nó rõ ràng hơn đó chư vị. Thì cái sự mà giảng pháp của thầy Kinh là lại lan rộng ra nữa, và bây giờ Nguyên Như xin kính mời thầy lên diễn đàn và cho lớp học một cái bài pháp nhất về những cái điều mà thầy thấy được và những cái điều mà thầy muốn gửi gắm cho chúng con. Khi mà sinh nhật tụi con mà tròn 4 tuổi được như vậy, tụi con cũng là rất cố gắng, nhưng mà nếu mà không có công ơn dạy dỗ của thầy á, tụi con không có được tới ngày hôm nay, thưa thầy. Và con xin nhường mic lại cho thầy ạ. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Dạ, Nam Mô Tham Ma Dạ, Nam Mô Sang Khai Dạ. Dạ, kính lễ chư Tân Đức Tăng, kính chào tất cả quý vị. Như nói làm, tính nói quá là muốn trốn luôn. Sẵn trốn luôn. Rồi, happy birthday to room. Ca thường thường birthday là mình nói ca happy birthday. Thì kính thưa chư Tân Đức, kính chào tất cả quý vị. Hôm nay được báo tin là sinh nhật của Rum được 4 năm. Chúng tôi nghe cũng giật mình, ủa mới đây 4 năm. Tại vì cái nhân duyên mà vô cái Rum này thì cũng chắc cũng cỡ mà khoảng năm, mà lúc đó thì chưa, trước đó thì chưa biết cái Rum này ở đâu á, chưa từng nghe, chưa từng biết. Thì lúc đó là bên rung Nam Tông, bên rung Nam Truyền á, thì chúng tôi mới vừa vào đại thầy, nhiều năm vắng mặt trên bao thoát thì chúng tôi mới vào trở lại. Thì cái nhân duyên mà sự chánh tính, sự tính dụ, sự tính dụ khị vô lại rung Nam Truyền, thì vô đó thì bắt đầu mới mở lớp thì dạy lại là vi diệu pháp cơ bản thôi. Không biết lý do nào, nhân duyên nào mà thấy bên rung Nguyên Như Kỳ Viên này có người qua kêu mời chúng tôi qua để mở lớp vi diệu pháp cơ bản để dạy cho các Phật tử. Thì sau khi tìm hiểu thì cũng ngạc nhiên được biết những Phật tử trong cái rung Nguyên Như Kỳ Viên này thì đa phần là ở bên Virginia, là cũng ở gần chỗ chúng tôi ở, cách mấy tiếng hồ thôi, đường xe chạy thôi. Mà sau đó giờ mình không biết, mình ở đây mà không có nghe nói tới cái nhóm này. Thì điều tra nghiên cứu hỏi thăm thì biết thì ra nhóm này là đệ tử của ngài Kim Triệu,
Ngài Kim Triệu là có cái chùa Kỳ Viên nhỏ nhỏ bên Phật Sư Nha. Thì Ngài Kim Triệu thì chúng tôi cũng đã quá quen thuộc và cũng đã từng đi thiền với Ngài. Thì quá biết. Thì khi biết được như vậy thì chúng tôi rất là hoan hỷ. Có nhóm bên Mỹ mà có được cái nhóm mà học Phật Pháp mà nghiêm chỉnh như vậy thì không phải dễ. Thì như chúng tôi sống ở đây mấy chục năm thì mình biết là bên Mỹ thì đa số là người ta theo về những cái đức tin nhiều hơn, về bên Bắc truyền thì nhiều, chứ bên Nam truyền thì rất là ít. Thì khi mà biết được như vậy, cái room này có những đệ tử của Ngài Kim Triệu thì chúng tôi rất là xa thứ. Thì mình nhận lời vào và cũng gánh lấy trách nhiệm để mà đảm đương cái lớp vì pháp này. Thật sự không phải chuyện giảng, mang trên vai một gánh nặng rất là nặng. Bây giờ mà lâu quá mình không có vô bao thoát lại. Thì chúng tôi vào room này trước, vào mình nhớ lại hồi xưa cái gì xưa là lúc mà gần mười mấy năm trước ấy, về bao thoát mới bắt đầu hình thành này kia. Thì lúc đó chúng tôi cũng vào room diệu pháp, rồi room pháp cứu kinh chuyên đề. Thì nó gặp thì gặp ngài sư trưởng, sư trưởng thì cũng quen từ bên Việt Nam rồi. Thì nói qua nói lại cái tên mà King Milda này là do sư trưởng đặt chứ không phải là chúng tôi có. Sư trưởng nói thôi bây giờ con lấy cái tên King Milda đi, sư lấy cái tên là Nagarjuna. Thì hai sư phụ mình lên, hai thầy trò mình lên vấn đáp. Thì lúc đó là rất là vui, cái thời lúc đó cái room rất là vui. Lên thì tôi gọi lên vấn sư trưởng, sư trưởng giải đáp những cái câu hỏi rất là hoan hỷ, là các room rất là vui, thời đó rất là xa thú trong cái pháp. Thì sau thời gian thì sư trưởng bệnh thôi, thì cũng là coi như là giống như cái vô thường mà nó thay đổi cũng ngưng. Lúc đó chúng tôi cũng không có vô room nữa, ngưng thời gian rất là lâu. Thì giờ cái nhân duyên mới trở lại về lại Mỹ, về Việt Nam thời gian sau cũng mấy năm rồi trở lại Mỹ lại. Thì buồn cái vô room thì vô cái bị sư chánh tính vô bên Nam truyền, Phật giáo Nam truyền sư dụ lại vô lại thì dụ nữa, vô dính nữa, dính cho xong cái bên Nguyên Như Người Duyên thì qua dụ tiếp nó dễ già chứ bị dụ hoài già đầu bị dụ. Thì rất là vui, nhưng thật sự rất là vui khi vào cái room này lần đầu tiên. Mà vô room này thì những Phật tử ở đây cũng rất là ngạc nhiên. Phật tử ở đây cũng rất là ngạc nhiên, không biết tôi ở đâu, mà thật sự bên Việt Nam tôi biết rất nhiều, mình cũng quen rất là đông. Thì vô room này mới mở lớp học thì ai thì thấy các Phật tử rất là hoan hỷ. Các Phật tử học trong room là những vị học trong đây phần cũng lớn tuổi nhiều, nhưng mà học rất chuyên năng, rất là tích cực, lên đọc Bali này kia rất là ngon lành, tức là đánh dấu một cái sự mà có sự nghiên cứu học hỏi, chứ không phải là nghe xong nghe lỗ tai này qua lỗ tai kia rồi xù, không có, mà chịu học lắm, học rất là đàng hoàng, nghiêm chỉnh, về đọc bài lên đọc rất là tốt. Đó là cũng là một cái vấn đề mà rất là khích lệ chúng tôi để mà bỏ công mình nghiên cứu, mình lấy bài lấy dở rồi nghiên cứu chú giải sở chú giải gì để mình lấy những cái hay cái gì mình đưa lên mình đóng góp cho room. Thì cũng bắt nguồn từ cái muốn về cái sự mà phát triển về cái Phật pháp của sự thanh tâm, như lại Nguyên Như đã có một sự mong muốn rất là tốt trong cái thiền pháp để làm cho cái room được phát triển lớn mạnh. Thì cái sự mong muốn phát triển này cũng phát sinh từ một cái tấm lòng rất là chân thành của mỗi một vị, và cả một cái sự hy sinh rất là to lớn nhưng phải nhỏ, bởi vì mở room cũng cực khổ lắm, mà mỗi ngày mỗi mở lên bỏ thời giờ rất, rồi phải hy sinh những cái thú vui này kia xung quanh bên đây là nó đủ thứ chuyện. Mà như vậy do cái sự hy sinh và lòng chân thành mà đưa đến một cái sự tốt đẹp cho cái sự phát triển về cái room này. Thì trong cái vấn đề khi chúng tôi lên dạy đó thì thấy rằng room này đặc biệt có cái sự mà rất là tôn trọng pháp,
học pháp rất là đàng hoàng, rất là nghiêm chỉnh, có một sự tôn trọng, chứ không phải là nghe xong thôi, nghe chơi vui vậy thôi, mà rất là tôn trọng pháp và tôn trọng cái người mà đứng ra dạy cho mình, rất là xa thú trong về đó. Thì phối hợp những cái sự mà tốt đẹp như vậy làm cho mình phấn khởi, cảm thấy rất là vui, rất là hạnh phúc, để mà góp được những cái sự hiểu biết mình, mặc dù cái hiểu biết mình thật khác không sao thôi, nhưng mà kệ, mình có nhiều pháp duyên nó như vậy. Thì hay thì được biết là Nguyên Như tổ chức cái sinh nhật lần đầu tiên, chúng tôi nghe sinh nhật 4 năm chúng tôi giật mình. Thì cái sinh nhật thì chúng ta cũng được biết đó là cái khởi đầu, mà cái sinh nhật là khởi đầu của một cuộc sống. Nói theo cuộc sống đó là một sự khởi đầu sống, nhưng mà cái room này nó không phải là một sự khởi đầu cuộc sống tầm thường, mà cái room này mở cái sinh nhật này tức là khởi đầu một cái thiện pháp, tức là một cái pháp, một cái điều, những cái thiện pháp nó sẽ phát sinh từ bắt đầu từ cái điểm khởi đầu này. Và cái thiện pháp nó được khởi đầu như vậy đó, thì chúng tôi thấy là đây là một cái dấu hiệu rất là tốt đẹp, và kéo dài được 4 năm, tức là thiện pháp khởi đầu và thiện pháp đang tăng trưởng. Thì như vậy khi mà thiện pháp khởi đầu và thiện pháp được tăng trưởng, đây là một cái điềm lành, một cái điều rất là xa đúng, rất là quan hỷ cho tất cả những ai mà có sự yêu thương Phật pháp. Và cũng vì như vậy, khi mà có sự khởi đầu về thiện pháp, có sự phát triển về thiện pháp, song song nó cũng có những cái điều không hay nó xảy ra. Thì cho nên chúng tôi thấy rằng chủ room như Nguyên Như là phải cẩn thận trong vấn đề này. Khi mà có những cái điều mà không hay, nếu mà nó chưa xảy ra thì mình cố gắng mình đừng có để cho nó phát sinh. Và khi nó xảy ra rồi, chúng ta phải tìm cách giải quyết làm thế nào cho nó được êm đẹp. Và những chuyện xảy ra rồi thì cũng đã có xảy ra rồi chứ không có. Mà phải công nhận rằng sư Thanh Tâm với là Nguyên Như giải quyết vấn đề cũng rất là êm đẹp, rất là trong cái tinh thần Phật pháp, rất là xa thú trong cái này. Thì người cái lòng chân thành với cái sự mà hy sinh, với cái sự mà tôn kính về Phật pháp, và đầy đủ một cái sự nỗ lực siêng năng tích cực trong thiền pháp như vậy đó, thì quả thật đây là một cái room mà xứng đáng được gọi là một cái room và có một cái đầy đủ một cái giá trị tốt đẹp về thiền pháp. Nó là những cái mà sau một năm chúng ta đứng ra để mà hướng dẫn về cái ví dụ pháp cơ bản, thì cảm nhận được cái tình yêu thương của tất cả các Phật tử trong room, rất là hoan hỷ, rất yêu thích về môn Phật pháp này. Đây là nhất là học về cái ví dụ pháp, cái điều gì đó là cái môn mà khó nhai khó nuốt. Ngày xưa chúng tôi đi học, hồi xưa học ví dụ pháp mà vô lớp học có 5, 6, 7 người học, cái học lát còn có 1 người 2 người thôi, đúng đi chạy đâu hết trơn. Coi như tự tốt nghiệp mà tự mình cấp bằng mình luôn, rồi mình hô biến biến mất. Cho nên cái môn này nó khó ăn lắm. Nó giống như mình nếu mình là không khéo thì mình nhai sỏi không. Cho nên khi tôi đứng lên cái lớp này, mình cố gắng là sau mấy chục năm mình học hỏi, mình nghiên cứu, mình tìm cách để mình dùng những cái phương cách cho nó đơn giản, cho nó dễ hiểu, để đem đến cái sự lợi lạc cho cái người học về cái môn này. Và không ngờ chỉ trong vòng một năm thôi, kết quả đã thành tựu rất là tốt. Và có những Phật tử ở bên Việt Nam chẳng hạn như Châu Nguyễn, Như Quỳnh đã theo học và đã làm những cái điều rất là đặc biệt, nhất là Châu Nguyễn sau khi học không thời gian đã tóm thâu được và thành lập được một cái sơ đồ về những cái bài học của mình một cách ngắn gọn, một cách tốt đẹp, và đã được chúng tôi kiểm qua và thấy rất là xa thúc, công nhận hay. Phải công nhận Việt Nam mình cũng có nhiều người rất là trí tuệ, rất là tốt. Cho nên chúng ta cũng nên tán thán, rất là tán thán là cho Nguyễn đã làm được việc đó. Và một lần nữa, trước khi mà chấm dứt cái lời nói sau cùng, cầu mong cho tất cả chư tôn đức tăng cùng tất cả quý vị luôn được nhiều sự an lạc, nhiều sự hạnh phúc và nhiều sự phát triển lâu dài, nhất là cái room này được phát triển, được lớn mạnh và trường tồn mãi mãi.
Dạ, Nam Mô Bích Tha Giá, có lời lại xin lại đến rung như vậy. Dạ, xin xuống biết. Nam Mô Bích Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Và Nguyên Như xin thay mặt đạo tràng kính tri ân Thầy và những gì mà Thầy đã làm cho rung, và những cái khổ tâm, khổ nhọc, khổ công của Thầy đã bỏ ra cho chúng con. Chúng con rất là tri ân và chúng con sẽ cố gắng học để không có phụ cái công ơn dạy dỗ của Thầy. Và con xin mời một vị học trò ở trong rất là lâu năm. Vị này có mặt ở trong Rung Muôn Như Kỳ Viên từ những cái lúc bữa đầu mà sơ khai, và lúc mà tụi con chỉ có 3-4 người thôi á, thì cô Trần Đào đã có mặt với tụi con rồi. Tuy là con chưa có biết mặt cô ở bên Canada lận, nhưng mà từ lúc đầu là cô đã có mặt trong room. Con xin cô, cái vị trưởng thượng ở trong room, cô có thể có vài lời để mà nói với chúng con và nói với chư tăng và thầy giáo, để cho tụi con có thể được cô chia sẻ những cái cảm nghĩ của cô trong cái buổi sinh nhật 4 tuổi cũng như kỳ duyên, thưa cô. Và con xin dâng mic tài cho cô Trân Đạo ạ. Dạ, Nam Mô Bích Thầy Giá, Nam Mô Thầm Ma Giá, Nam Mô Sơn Khai Giá. Con kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, sư Quy Niệm, sư Pháp Tính, sư Nguyên Thông, và kính chào Vinh Kinh, kính chào quý anh chị em đạo tràng. Và cảm ơn Nguyên Như đã nói quá lời, tại vì nói đúng ra thì Trần Đạo cũng lớn tuổi lắm rồi, thì cũng rất thích nghe Pháp và học Pháp, nhưng mà học thì nhiều nhưng mà tiếp thu được bao nhiêu hết, tại vì cũng lớn tuổi rồi. Thành ra học trước quên sau, thành ra cũng ráng tranh thủ thời gian học được chút nào hay chút đó. Rồi với lại thấy cái room Nguyên Như Kỳ Duyên mở ra lớp buổi tối thì vô, thứ nhất là học và những lời dạy của các chỉ sư ở đây, mình học được bao nhiêu thì hay được bao nhiêu. Một phần đó là được thầy kinh dạy thêm như dự pháp. Thành ra nhiều khi học chạy bên room này, chạy qua room bên sư Trí Đức, rồi chạy qua room như Kỳ Duyên nữa. Thành ra đôi lúc học thì học trò vừa già mà vừa dở đó, thành ra cứ tiếp thu chép bài thôi, chứ những khi những câu vấn đáp của thầy hỏi ra thì nói đúng ra Trần Đạo không có được sáng suốt lắm mà để trả lời những cái câu hỏi của lắc léo của thầy. Thành ra xin tri ân đạo tràng rất nhiều, thành ra cảm ơn anh chị em đã có lòng nghĩ tới Trần Đạo. Và Trần Đạo xin có đôi lời nói với đạo tràng, và kính chúc đạo tràng được được an vui tiến hóa trên đường học đạo, và được room này được mãi mãi tồn tại để cho anh chị em học đạo ạ. Và xin gửi rất là cho Nguyên Nhân. Dạ, con kính tri ân cô Trần Đạo đã có những cái lời rất là tốt đẹp đối với room. Một cái vị ít khi nào mà ra mặt, cái vị này mà không có thì Nguyên Như cũng khó mà có thể chia sẻ Phật Pháp với những vị Phật tử ở trong nước và nước ngoài. Và vị này Nguyên Như rất là thân, cũng rất là thương. Thì cô này á, cô ở bên Canada cũng gần ở chỗ cô Trần Đạo quý vị. Cô tên là Thi Lâm, cô rất là nổi tiếng, nhưng mà cô rất là dễ thương và cô rất là kín đáo và bí mật. Thành ra ít khi nào mà cô Thi Tâm này lên tiếng lắm. Quý vị có thấy cái hình của cổ ở trên cái chỗ cái online trên room đó, là cổ lúc nào cũng lặng lẽ, là một cái việc mà khó có ai làm được hết đó quý vị. Cổ mua nhiều cái computer khác nhau rồi, những cái giờ mà tất cả những cái room Phật giáo Nam truyền của chúng ta mà phát lên đó, là cổ điều khiển từ xa, cổ sẽ bấm và cổ thâu vào, mà cổ làm âm thầm như vậy bao nhiêu năm rồi. Thì chỉ có những cái người mà trong room
mà làm cái nhiệm vụ giống như Như á, thì mới là cậu gọi là tiếp xúc trực tiếp với cô Thi Lâm thôi. Còn ngoài ra đó thì những người biết Thi Lâm thì rất là ít, tự vì Thi Lâm rất là hiền, rất là dễ thương mà rất là nhát nữa. Thành ra Nguyên Như hay gọi Thi Lâm là Sát Xá, là tiếng Bali là con thỏ đế đó. Thành ra hôm nay đó chị có thể mời em lên cầm mic 1-2 phút thôi. Chị biết là em nhát lắm, nhưng mà em cũng phải để đạo tràng lâu lâu nghe cái giọng em một cái, để người ta biết đó là em là ai nha Thi Lâm, để người ta tưởng đó chỉ là một cái hình thôi mà không có ai phía sau đó hết đó. Xin quý vị không có cần vỗ tay mà cũng không có cần bông hoa gì hết á, để cho Thi Lâm tự nhiên mà Thi Lâm cầm mic nói vài lời cho Rum lúc mà sinh nhật 4 tuổi nha. Ok, chị xin mời Thi Lâm nha. Dạ. Nam mô Bụt Tha dạ, Nam mô Tham Ma dạ, Nam mô Sang Kha dạ. Con Thi Lâm, con kính đảnh lễ ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng. Con kính đảnh lễ Sư Thanh Tâm, con kính đảnh lễ Sư Pháp Thanh, con kính đảnh lễ Sư Pháp Tính, Sư Huy Niệm, Sư Nguyên Thông. Và con kính kính chào Thầy Kinh, con kính chào quý đạo hữu. Dạ em cũng không biết nói gì đây. Con vào Room Nguyên Như Kỳ Duyên này á, là cũng một sự tình cờ, là có lần là con tình cô Nhật Quỳnh thôi. Lần đó thì con thấy cô đi vào cái room mà con thấy rất là lạ, cho nên là con tò mò đi theo rùm để mà không biết là cô đi đâu á, con đi theo con rùm. Thì khi con vào thì con thấy một cái room á, thì có rất là nhiều chư tăng ở đó. Để con rất là ngạc nhiên là tại sao là chư tăng của lớp Phật Pháp của ta Tham Á và Phật tử của Rum Sư Chí Đức á, vào rất là đông, mà con cũng không biết là sinh hoạt như thế nào. Nhưng mà đó con vào á, thì con nghe được Sư Pháp Tính á, đang giảng cái khúc mà sư nói về lúc mà sư già sư sư nói về những cái lúc mà sư đi trùng tụng tâm tạng á, rồi có nói về Theo Ni mà không được cái ở các nơi hưởng ứng, cho nên là sư hộ độ cho quý cô vậy. Thì con nghe tới khúc đó thì con mới ngạc nhiên là tại sao không biết là cái room này của Việt Nam hay là của sư Giác Đẳng mở riêng thêm. Thì khi con gặp cô Nhật Quỳnh thì con có hỏi, thì con nghe cô Nhật Quỳnh nói là cái room này á, là của ở Mỹ, chỉ sinh hoạt trong nội bộ thôi. Thì con lúc đó thì thấy vậy, con cũng không có vào nữa. Thì có một lần Xích Nguyên Như mới gọi nhờ con vào thâu bài thôi. Thì con vào thì con thấy và con vào thì con thấy room giảng rất là hay, mà nhiều giảng sư và giảng sư giỏi nữa, cho nên là con theo học. Và với phần thời gian đó là cũng là vừa tốt cho con học nữa, tại vì ban ngày con không có thời gian, cho nên là có lúc thế thì con cũng nghe rất là tham dự được nhiều cái buổi giảng của quý sư. Và nhất là cái lúc mà thầy Kinh vào giảng á, thì con lại rất là hoan hỷ, là tại vì con rất thích học vi diệu pháp, nhưng mà cơ duyên để học đó thì không có. Nhưng mà nhờ vậy á, mà con học cũng được, cũng có thời gian để con học. Nhưng mà con cũng xin sám hối với thầy là có thời gian con cũng bỏ một thời gian, con không có học tiếp tục nữa, là tại vì công việc của con với thời gian của con không sắp xếp được á. Thì nhân ngày sinh nhật của Rum, con không biết nói gì hơn là kính tri ân quý sư, quý thầy đã tận tình giảng dạy Phật pháp cho chúng con. Và con kính chúc quý sư sức khỏe luôn an khang, tu hành tinh tấn và luôn an lạc trong đời sống phạm hạnh, và luôn gặp nhiều thượng duyên trên bước đường hoằng pháp. Con kính chúc thầy sức khỏe dồi dào và đạt được nhiều thành tựu y như ý nguyện mà thầy mong mỏi. Sẵn đó con kính chúc quý đạo hữu học hành tinh tấn và luôn đạt được
cố gắng thành tựu được năm quả báo là sống lâu, sắc đẹp, ăn vui, sức mạnh và trí tuệ. Dạ em hết hết ý rồi sức, em xin gửi mít lại ạ. Nam mô Bụt Thà Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ xin cảm ơn em Sĩ Si Lâm, rất nói rất là hay, rất là dễ thương, đừng có sợ nữa nghe. Dạ Nguyên Như xin kính giới thiệu chư vị một cái người rất là hỗ trợ trong cái việc hoằng pháp của Rung Nguyên Kỳ Viên, chính là em Châu Nguyễn. Em Châu Nguyễn tới với lớp khoảng một năm mấy đây thôi, nhưng mà với cái tài của em đánh máy rất là giỏi, rất rất là giỏi, phải nói là phục và là gọi là phục khẩu phục đó. Tức là thầy kinh có thể là thầy ngồi ở trên ghế, thầy vừa rung đùa, vừa hút thuốc, vừa uống trà, thầy giảng thôi. Mà ở đây là Châu Nguyễn là coi như là dùng hết cả hai bàn tay, hai bàn chân để mà đánh luôn. Có khi Nguyên Như thấy thầy nói lẹ, Nguyên Như ngồi viết là cũng thuộc lại là của chiến binh ở trong trường đại học, mà Nguyên Như viết không kịp với thầy, mà thấy Châu Nguyễn cứ ngồi là vừa leo lên leo xuống bao thoát mà vừa đánh máy, rất là phục Châu Nguyễn. Mà cũng là nhờ cái sự cố gắng cần cù của em á, là mà em đã làm cho một cái môn vi diệu pháp rất là khó nhai khó nuốt của thầy á, trở lại những cái bánh tráng phồng nè, rồi những viên kẹo sô cô la, rồi những viên xí muội nữa, ai thích gì ăn đó. Thì nếu mà quý vị nào có bạn hay là có người thân mà có thích học vi diệu pháp của thầy đó, thì cứ lên cái Facebook của Nguyên Như Kỳ Viên đó, thì Châu Nguyễn đã có những sẵn những cái sơ đồ làm cho rất dễ hiểu, và quý vị có thể nếu mà mình đã học rồi á, mình dùng đó làm tài liệu rất là dễ hiểu của Châu Nguyễn. Mà Châu Nguyễn là người rất là thích bông hoa và color, thành ra nếu mà mình có mù màu cái màu nào á, thì cái những màu còn lại cũng giúp được con mắt của mình luôn, phải không Châu Nguyễn? Chị rất là thích cái sơ đồ của em, rất là dễ hiểu, rất là hay, và cũng và cũng được thầy kinh chấp nhận cái màu cải lương đó, không sao, thì miễn là cái tâm nó nhiều thứ đó, thì nó có thể nó nhớ hơn thầy. Dạ hôm nay Nguyên Như có mời Châu Nguyễn, nhưng mà Châu Nguyễn mắc bận ở trong sở rồi, chắc có mấy ông boss ngồi kế bên đang kè, thành ra không có cầm mic được. Và Nguyên Như xin kính tri ân một cái người rất là gần và rất là thân của Nguyên Như nữa, mà cũng phụ giúp cho Nguyên Như rất là nhiều năm. Nếu mà không có cái vị này thì Nguyên Như cũng không có hoàn thành được cái nhiệm vụ của mình, là chị Nguyên Trang. Hôm nay chị cũng bận, chị không có cầm mic được, mà Nguyên Như xin mặt đạo tràng kính tri ân chị Nguyên Trang, lúc nào cũng đi vô sớm, trong khi mà Nguyên Như đi làm không có về kịp để lên lớp phụ sư Tâm á, thì Nguyên Trang lúc nào cũng lên cầm mic, và Nguyên Trang cũng là một cái phụ tá đắc lực của Zoom, lúc nào cũng có cái giọng rất là hay, đọc kinh á, thì mê luôn, không chịu nổi luôn đó. Là có nhiều người đến với cái lớp Nguyên Như Kỳ Viên tự vì cái giọng gọi là anh vàng thỏ thẻ của chị Nguyên Trang đó quý vị. Nếu mà quý vị bị không tin á, thì cứ lật lại những cái bài mà Thi Lâm thâu về cái những cái bài kinh Bali của Nguyên Trang đọc đó, rất là chuẩn, rất là đúng giọng, rất là xa thuộc. Đệ tử của sư Trí Đức mà ngài dạy từng chữ, từng âm, từng câu rất là khó, mà Nguyên Trang đã vượt qua được những khó khăn đó và đã trở về để rất giúp cho lớp Nguyên Như Kỳ Viên, và chỉ cho những cái người sau đó, họ đọc rất là hay. Và Nguyên Như cũng rất là xa thú giọng đọc của Nguyên Trang với những cái bài học của sư Quy Niệm về cái bài mà kinh Milanda đó, những cái mi tiên vấn đáp đó. Nếu mà không có cái giọng của Nguyên Trang đó, thì cái bài của sư Quy Niệm cũng không có thể mà hay được như vậy, cũng làm cho chư tăng có một cái sự con gọi là tập trung và có niềm cái cảm hứng từ giọng của chị hay. Con nghĩ là phước duyên sao á, mà cái giọng của Nguyên Trang trời xanh là như vậy. Dạ con xin một lần nữa kính tri ân chị Nguyên Trang đã giúp Trung trong thời gian qua. Và bây giờ Nguyên Như xin kính mời chị Dự Đạt. Chị là một cái học viên cũng đã hơn năm rồi, và chị cũng vào Room rất là thường tối. Chị là một học Phật tử từ ở bên Bắc Tông qua, chị học pháp rất là tích cực,
Và chị nếu mà cái gì mà chị không hiểu đó, chị ghi xuống hỏi. Nguyên Như rất là khâm phục cái khả năng và cái sự tu học bền bỉ của chị. Mà chị cứ thường hay nói với Nguyên Như á, là mình đã đi một cái khoảng đường dài mà nó trật á, thành ra bây giờ mình rất là buồn. Và cũng dùng cái sự nỗ lực của mình á, là được học bao nhiêu hay bao nhiêu, không có dám chỉnh mãn nữa. Và Nguyên Như rất là xa thú và rất là muốn ủng hộ chị Dự Đạt. Và em xin mời chị cầm mic để nói cho Rung những cái cảm tưởng của chị và những cái lời của, với những thầy cô giáo của mình và chư tăng của mình trong cái buổi sinh nhật 4 tuổi của Nguyên Như Kỳ Viên. Và em xin trân trọng kính mời chị Dự Đạt ạ. À, dạ thưa quý vị, Nguyên Như không có thấy chị Dự Đạt còn ở trong room. Nguyên Như nghĩ là chắc chị bị rớt mic mất rồi. Như vậy Nguyên Như xin mời một cái vị kế tiếp. Anh là một cái người mà lúc nào cũng gọi là giống như là không có mặt ở một nơi. Lúc nào anh cũng đi chỗ này chỗ kia. Và anh đã đến với room Nguyên Như Kỳ Viên cỡ 7-8 tháng trước. Rồi anh cũng theo học với tiếng Pali với Rung một thời gian. Rồi sau đó bẵng một thời gian á, thì lúc đó mất tiêu luôn. Thành ra không có thấy á, là anh trở lại với Rung một thời gian. Có thể là anh đã đi nước ngoài rồi. Và hôm nay không biết là nhân duyên gì mà anh trở về Mỹ hay sao. Anh bước chân vào trong Rung Nguyên Như Kỳ Viên ngay ngày mà Rung Nguyên Như Kỳ Viên sinh nhật 4 tuổi. Nguyên Như có thể nào mời anh Đạo Huynh có thể vài lời đối với đạo tràng và cũng có vài lời đối với chư tăng dạ, và với thầy kinh nữa. Nguyên Như xin trân trọng kính mời anh Đạo Huynh ạ. Dạ Đạo Huynh xin trân trọng kính chào quý sư. Dạ, và các anh chị em gần xa ở trong đạo tràng. Dạ, cảm ơn Như Trang, cảm ơn Trung Nguyễn cho biết tín hiệu. Dạ, thật là một cái niềm hân hạnh lớn cho Đạo Huynh được biết Nguyên Như Kỳ Viên cách đây 7-8 tháng. Dạ, thì so ra tuổi đạo của Đạo Huynh thì cũng rất là mới chập chững, chưa biết đứng nữa. Dạ, so với cái tuổi của Nguyên Như Kỳ Viên năm nay đã được 4 tuổi rồi. Thành happy birthday Nguyên Như Kỳ Viên. Và nhân đây cũng xin cảm ơn tất cả quý sư mà Đạo Huynh cũng đã hân hạnh biết, cũng như chưa biết mặt nhưng mà nghe tiếng. Dạ, văn kỳ thanh, bất kiến kỳ hình, nghe tiếng mà chưa gặp mặt, cũng như các anh chị em trong đạo tràng. Và cũng xin cảm ơn Huynh Milanda. Là Huynh thì Nguyên Như cũng đã ca ngợi Huynh hết lời, thì Đạo Huynh cũng không biết ca ngợi làm sao hơn, chỉ biết là ngã mũ xin chào sư Huynh Linanda đã dạy diệu pháp rất là hay. Mà Đạo Huynh thật là rất là dở trong lớp là ai cũng dối đó rồi, mà Đạo Huynh là thấy là mình dở quá thành thứ là nhiều khi ngại không dám vô rồi nha đó. Dạ sợ đọc tập thành thứ là ở nhà ráng đọc. Nhưng mà cuộc đời của Đạo Huynh thì rất là đa đoan, giống như có nói lầy đầy mày đó. Cuộc đời có lẽ là ông trời ông dung dưới như vậy rồi. Dạ, nhưng mà cũng có cái duyên lành là vô đây dung rung. Vô trong room, mà mỗi lần vô trong room thì lúc nào cũng tìm được cái sự bình an, sự an lạc. Dạ, thì nhân đây thì cũng xin chúc Nguyên Như Kỳ Viên phước như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn. Thì cũng là một cái nơi mà gom góp tất cả những bậc trí giả, những bậc học giả, thức giả khắp nơi, trong cũng như ngoài nước,
để mà giúp cho đạo tràng lúc nào lớn mạnh trong con đường tu tập. Dạ, một lần nữa thì đạo huynh xin xin nghiêng mình chào tất cả quý chư vị. Dạ, dạ Nam Mô Bụt Thà Giá. Dạ, đạo huynh xin một lần nữa trao cái mic lại cho Nguyên Như, và cũng rất là cảm ơn Nguyên Như. Lúc nào đạo huynh cũng quý Nguyên Như như một vị thư tỷ đã giúp cho đạo huynh đọc tiếng Pali thời ban đầu. Dạ, một lần nữa xin xin cảm ơn tất cả mọi người, và xin nhường mic lại cho Nguyên Như. Nam mô Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ, Nguyên Như xin thay mặt đạo tràng kính tri ân Vinh. Nếu mà được Vinh có rảnh thì Vinh ráng mỗi ngày vô một chút để học tiếng Pali hoặc là nghe chư tăng giảng nha. Nguyên Như biết là Vinh rất là, nhưng mà dù sao thì nếu mà mình đã kiếm được một nẻo về rồi thì Nguyên Như cũng mong là Vinh theo đuổi được con đường của Phật giáo Nam truyền, mà đừng có đi qua những cái chỗ khác nữa. Tự vì mình đã biết cái chỗ nào tốt, chỗ nào xấu rồi thì đâu có cần phải tìm lại lần thứ hai, phải không ạ? Dạ, như có những cái chia sẻ riêng về cái room này lúc mà 4 tuổi đó, thì thiệt sự là trong cái tâm của Như đó, Như làm những cái việc ở trong room, và những cái như có những cái sự sắp xếp rồi nói chung là tất cả về cái việc điều hành đó, thì Nguyên Như lúc nào cũng tâm niệm là nếu mình làm được những cái việc này á thì tất cả sẽ hồi hướng về cái phước ba la mật của mình, để cho mình có thể tiến tu, để cho mình có thể làm được những thiện sự, và những cái thiện sự đó lại quay trở về để mà tu tập về cái ba la mật nữa đó chư vị. Thành ra Nguyên Như thì nghĩ đơn giản thôi, chỉ có một cái việc á, là mình ráng mình vào room mỗi tối đó, thì giống như là chư tăng và thầy Kinh Milanda đã dạy cho mình về cái 10 phước nghiệp đó, thì khi mà Nguyên Như nhớ lại đó, thì là phước vật á, thì nó có bố thí, rồi nó có phục vụ. Về phước đức á, thì nó có trì giới, cung kính, tùy hỷ, hồi hướng. Rồi phước trí á, thì nó có tu tiến, thính pháp, thuyết pháp và cải chánh tri kiến. Thành ra nội một cái việc mà chư vị chỉ có vào room mà nghe chư tăng giảng á, về cái là mình cũng nắm chắc rồi, mình có tham dự vào cái việc nghe pháp, mình bài xuống thì cái đó cũng là tu tiến rồi. Khi mà mình thính pháp, những cái bài pháp của chư tăng khi mà giảng cho mình nghe đó, thì khi mà mình ngồi mình nghe ở dưới này á, chư tăng cũng có một cái quả phước là thuyết pháp nữa, chứ không phải là không. Chứ nếu mà chư tăng cứ vô room mà mình không có vô thì làm sao mà những cái ba la mật đó có thể thực hiện. Rồi khi mà mình hỏi lại chư tăng những cái câu mà mình thắc mắc đó, thì cái đó giúp cho cả hai bên đều có một cái là cải chánh tri kiến. Thì cái phần đó mình như thấy cái phước trí của mình á rất là mạnh, mà mỗi khi mà mình làm được cái đó mỗi ngày, rồi một năm, rồi hai năm, rồi ba năm, rồi bốn năm, quý vị tưởng tượng cái phước trí đó mà mình có thể ngồi ôm lại với nhau giống như ngày hôm nay đây á, thì nó lại nhân lên giống thầy Kinh Milanda đã dạy cho mình là cái tâm đại thiện nó hoan hỷ bao nhiêu lần nữa. Thành ra mình như thấy nó rất là tốt. Mà cái chữ thiện ở trong Đạo Phật đó là cái thiện xảo, là cái cách biết làm cho chúng ta có thể mà bồi dưỡng những cái thiện nghiệp nó tốt hơn. Những cái tâm sở tình hảo thì mình tập trung vào 25 tâm đó đó, mình đừng có tập trung vào 14 cái tâm sở bất thiện thì nó rất là tốt. Thành ra cái đó là Nguyên Như chỉ nói về phước trí thôi. Còn về cái phước đức á, quý vị vừa vô những cái người khác tụng kinh, quý vị tùy hỷ. Giống như Nguyên Như ngồi dưới này tùy hỷ cái giọng đọc của Nguyên Trang rất là hay. Trang có cái giọng như vậy thì Nguyên Như mới tò bắt chước đi học kinh Bali theo Nguyên Trang, chứ Nguyên Như không có biết gì hết lúc đầu. Nguyên Trang biết trước Nguyên Như tới 6-7 tháng lận đó quý vị. Thành ra từ đó Nguyên Như mới thấy quá hay, tại sao mà những cái bài kinh có thể đọc được hay như vậy, thì Nguyên Như mới tập tành đọc theo thôi. Thì nhờ cái phước tùy hỷ đó, rồi vô trong room mình này đó, mình đã cung kính những thầy giáo, những giảng sư của mình học rất là đàng hoàng, thì cái đó về phước đức, về cái cung kính. Rồi mình hồi hướng, sau khi mà mình học xong á, mình hồi hướng cho chư thiên, những ông bà cha mẹ, những cái người ở quốc mặt quốc mài ở trong cái thế giới mà phi nhân đó,
Thì rồi mình có cái trì giới nữa, mình có xin giới với chư tăng, mỗi ngày mình nhắc với nhau là mình trì giới, thì như thấy cái phần phước đức đó nó cũng rất là trọn vẹn. Và về cái phần phước Phật á, thì như thấy khi mà một cái vị lên Zoom mà mình không có ai đọc kinh á, mình giơ tay lên mình đọc, mình phụ với chư tăng, thì như đó chỉ phước phục vụ rồi. Còn về cái bố thí đó, thì như thấy đâu phải là mình phải có tiền mới bố thí, mà mình bố thí cái thời gian, mình bố thí cái tâm, cái lòng của mình. Giống như cho Nguyễn bố thí cái thời gian mà cho Nguyễn làm những cái bài rất là khó về vi diệu pháp để mà dâng hiến cho cái cộng đồng của Việt Nam, của Mỹ và cho Phật giáo Nam truyền. Cho Nguyễn làm một cái việc rất là khó làm trong một cái thời gian cả năm, ngày nào cho Nguyễn cũng mày mò từng chữ từng câu mà đánh máy như vậy, rất là xa thú cho Nguyễn. Cái đó là cũng là bố thí, mà bố thí pháp đó. Thành ra khi mà cái 10 phước nghiệp sự này á, thì Nguyễn như thấy khi mà mình đi vô trong cái room á, mình chỉ cần vô có mặt trong room thì tự nhiên những cái phước này á, 10 cái nó đi lên một lượt luôn. Thành ra giống như là một cái hạt, một cái hạt mà một hạt gạo, mà giống như một cái câu chuyện thời xưa đó, là cái ông đó, ông xin nhà vua cứ làm tăng nhân lên mỗi một cái hạt gạo, một cái bàn cờ 64 ô đó quý vị. Đến khi mà cuối cùng ông vua tưởng là ít, đến khi mà ông lấy ngân khố là ông đưa là không bao biết bao nhiêu, mà gạo của ông không, cũng không có bỏ nổi vô cái bàn cờ 64 ô nữa. Thành ra chư vị đừng có tưởng những cái phước thiện nhỏ mỗi ngày mình vào rung một hai tiếng là rất là ít đâu. Nó rất là nhiều, và nó trổ những cái mầm trong cái tâm mình á, những thành cái ba la mật để mà chư vị có thể giúp đỡ trong những kiếp sau. Thì những cái nhân bây giờ là quả của những kiếp sau, và cái nhân ngày hôm nay là quả của, là nó thành cái câu quả của ngày mai, rồi nó cứ tiếp tục như vậy nữa, cứ nhân quả liên tục như vậy. Mà mình cứ cùng với nhau, mình trong cái thiện nghiệp mình giúp đỡ với nhau giống như một gia đình như vậy nè, rồi có chư tăng, có những thầy, có những bạn động viên với mình, thì mình như thấy rất là xa thú. Mà mình như nghĩ là chắc kiếp trước mình cũng tạo được nhiều thiện nghiệp, thành ra bây giờ xung quanh mình có rất là nhiều thiện tri thức, hoặc mặc dù mình có những cái chuyện mà nó không có lành, không hay, nhưng mà cũng vì những cái động lực thiện nghiệp của và cái nghiệp lực của tất cả mọi người cùng nhau, thì lúc nào mình cũng vượt qua hết. Và những cái thành viên trong lớp, mỗi người đều có một cái biệt nghiệp riêng, nhưng mà tự vì cái lực của cái room mình thương yêu, rồi mình có tin tưởng về cái đạo pháp, về cái ba la mật của nhau, thành ra mình cũng có thể nương nhau ra những cái chuyện khó khăn đó, mà mình có thể tập trung để mà đi lên một cái con đường của Đức Thích Ca Mâu Ni đã đặt ra. Ngài đã đi thì mình cứ đi theo, và mình cũng phải cần rất là nhiều bạn lành, thầy lành và những cái vị tôn túc để hướng dẫn cho chúng ta. Thành ra nhân đây là ngày sinh nhật 4 tuổi, thì bé mới có 4 tuổi thôi, nhưng mà bé rất là cố gắng và cũng cần được sự giúp đỡ, ủng hộ của những cái chư liệt vị ở trong room, cũng như là những cái vị sư rất là gạo cội, rất là giỏi, mà cũng không quản ngại thời gian khó nhọc mà bận rộn của mình để vào chúng ta. Thành ra mà thầy Kinh là thầy cũng đã có tuổi rồi, thầy cũng phải mỗi ngày thầy cũng phải ngồi là dò đầu bứt tóc để mà kiếm ra những cái câu hỏi cho chúng con, rất là xa thú. Công ơn của thầy và công ơn của chư tăng, và như cũng rất là xa thú những cái vị ở trong room mà lúc nào cũng bận rộn mà cũng vào room để ủng hộ, rất là lớn tuổi và rất là bận rộn mà lúc nào cũng du học hết. Thành ra như tri ân tất cả mọi người làm thành một cái bè thiện pháp như vậy á, thì như nghĩ đi đâu thì nó có thể tới được hết. Và như mong là tất cả mọi người đều có thể vượt đến bờ bên kia, giống như cái bài tam thập độ của Đức Phật vậy đó. Mình thì cũng không dám là tam thập đâu, mình là thập độ là mình đã mừng lắm rồi, nhưng mà không có thể nào mà mình làm được một mình mà không có một cái gọi là một cái bè đảng, hay là như không biết dùng chữ đúng không, nguyên một cái hội, nguyên một cái thuyền, nguyên một cái lớp như vậy á, nếu mà cùng đi với nhau á, lúc nào thì làm khó gì cũng có thể mau. Dạ,
Bây giờ thì thời gian cũng là tới giờ rồi, nhưng như xin kính thỉnh sư Thanh Tâm có thể thay mặt chư tăng để mà chúc phúc cho đạo tràng của chúng con buổi tối nay không, bạch sư. Dạ, con không biết sư có mặt trước máy không ạ? Dạ, con không thấy sư Thanh Tâm. Con không biết là sư Quy Niệm có thể thay thế chư tăng cầm mic để chúc phúc cho tụi con được không, bạch sư? Nãy giờ gần hết giờ sinh nhật mà chưa thấy món nào lên. Thôi bây giờ phúc chúc thay mặt cho chư tăng phúc chúc cho tất cả chúng ta. Tất cả phước báu hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự an lạc thường thường đến người, cầu xin cho quả của tâm tính thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Xa thú, xa thú, xa thú. Bây giờ Nguyên Như xin kính mời chư vị cùng với Nguyên Như hồi hướng sau khi mình đã thực tập về 10 cái pháp ba la mật của ngày hôm nay. Tuy là chúng ta không học nhưng mà chúng ta ôn lại những cái thiện nghiệp của chúng ta làm. Thì nhờ cái câu này, chúng ta sẽ hồi hướng tới chư thiên hộ trì chánh pháp. Dạ, Nguyên Như xin mời chư vị cùng với Nguyên Như lắng để hồi hướng đến chư thiên ạ. Akasattha cha phum mắt tha đề hoa na ga ma hinh thi ca buồn nhà nô anu mô đành tu chi răng rắc khăn tu sa sa năng Akasattha cha phum mắt tha đề hoa na ga ma hinh thi ca buồn nhà nô anu mô đành tu chi răng rắc khăn tu nô ga ru Akasattha cha phum mắt tha đề qua na ga na hít thi ca buồn nhang nô anu mô đành tu chi răng rắc khăn tu nhà ta du ca sát tha cha phum mắt tha đề qua na ga ma hít thi ca buồn nhang nô anu mô đành tu chi răng rắc khăn tu ba ni nô ca sát tha cha phum mắt tha đề qua na ga ma hít thi ca buồn nhang nô anu mô đành tu chi răng rắc khăn tu nô sa đa y đằng nô nha ti nằng hô tu sukhita hoan tu nha ta du y đằng nô nha ti nằng hô tu sukhita hoan tu nha ta du y đằng nô nha ti nằng hô tu sukhita hoan tu nha ta du y đằng quá à sao quá khái già quá hầm hồ tu á nà gác tề cà lề. Do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hội hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá vãng, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự yên vui. Do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai. Và Nguyên Như xin kính mời chư Phật tử có thể trở lại Sư Nguyên Như Kỳ Viên vào ngày mai, là ngày Sư Quy Niệm sẽ dạy cho chúng ta về tiếp về bài Mi Tiên Vấn Đáp, và chúng ta sẽ nghe lại được cái giọng anh vàng của chị Nguyên Trang. Nếu mà người nào có ghiền cái giọng Trang thì ngày mai ráng vô Zoom nha. Nguyên Trang chỉ đọc cái phần đó cho Sư Quy Niệm mà thôi. Nguyên Như xin trân trọng kính chào toàn thể chư. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.